Bây giờ học sinh học đạo ngày xưa rất nhiều. Nhưng đừng có nói là ngày xưa bọn tao học khó lắm, bây giờ bọn mày dễ lắm. Có chuyện đấy đâu. Có chuyện đấy đâu. Bây giờ các bạn học rất nặng. Bây giờ các bạn học rất nặng. Học rất nặng. Học rất nặng. Các em bây giờ phải học rất nặng. Có thể ở đây khỏi cân nhắc. Xem hết livestream không được cấp bằng, nhưng học tốt hơn là điều mà thầy chắc chắn. Thật không à thầy, thế con học phí? Các em yên tâm mọi bài giảng đều được free. Gặp bài toán khó cứ đem lên tỉ thí. Thầy chỉ cho bí kíp ô dễ thôi, nhầm nhỏ gì. Ê, toán hình toán đại chớ ngại, có thầy cứ điểm cao mà quất. Ê, khó càng thú vị, lớp thầy nó vừa vui vừa chất. Ê, tối dù khuya thầy like sờ chim là em lại căng tròn mắt. Ê, click vào ngay kèo lúc nhìn thấy điểm thi bụi bay vào mắt. Nếu không có người yêu, cứ đến đây thầy phát. Thôi đùa đấy đừng yêu, bỏ đi mà học dứt khoát. Em lạc lõng trong cuộc đời, đến livestream sẽ khác. Thầy sẽ như Bích Phương giúp em trả lời những câu hỏi khác. Thầy luôn luôn online, luôn luôn quan tâm các học sinh yêu nhất. Tình yêu, hôn nhân, ăn chơi, tương lai, bao la những lời khuyên chất. Những gì tinh túy nhất thầy đã tóm tắt tổng hợp ở đây rồi. Mày không like không xem thì đừng có trách mai kia ra đê ngồi. Hello, chào các em. Hello, hello, hello. Chào các em nhá. Rồi, ở đây trường bạn nào được nghỉ học rồi, giơ tay cái xem nào. Trường nào được nghỉ học giơ tay cái xem nào. Và chắc là chẳng cần hỏi, bởi vì mấy bạn ở ở Hà Nội thì kiểu gì chẳng được nghỉ học rồi. Đúng không? Rồi. Hôm nay các bạn biết thầy like cái gì rồi đúng không? Hôm nay là các bạn sẽ thầy sẽ like chữa cái đề thi thử ngày hôm qua, chúng ta đã thi thử ở trong group rồi đấy. Đấy, bạn nào chưa biết group của thầy ấy, thì các bạn có thể là tìm ở trên Facebook là 2003 học toán thầy Đạt. Đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ sang cái group của thầy thôi. Thì các bạn lần sau có thi thử thì các bạn sẽ được thi thử trên đấy và chấm điểm xem là mình so với các bạn khác như thế nào. Đấy, mình đang ở đâu để từ đấy đỡ bị ếch ngồi đáy giếng. Lúc đấy các bạn mới biết được là mình ở vị trí nào thì mình về sao chọn trường nó dễ. Đấy, bởi vì thực ra là số lượng đăng ký thi nó rất là đông, đúng không? Đấy, dựa trên số đông như thế thì tất nhiên là các bạn sẽ nhìn nó dễ hơn rồi. Trong trường các bạn chưa ăn thua ở đây thi thử cả nước cơ mà. Rồi thầy chào toàn thể các em nhé.
Rồi, hello các em. Đúng rồi, cái nhóm 2003 toàn thể đạt là nhóm public mà. Public free cho các bạn. Nhìn cái đề em có sự hoang mang nhẹ. Ui rồi, thế thì Đặng Ngọc Vân ơi, thầy mà nói thật với em là cái đề thi thử lần 1 là thầy cho các bạn là khá nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhá. Chưa có gì là khó khăn ở trong cái đề này đâu nhá. Đề nhẹ nhàng đấy. Nên là nếu như mà mình còn thấy bị sốc ấy, tức là cái kiến thức của em nó chưa đủ rồi, nó chưa vững vàng rồi, thì đâm ra em nhìn nó đề nó bị sốc. Chứ đề này thì nó thật là bạn nào mà dưới 9 điểm thì cực kỳ đáng báo động, bởi vì thầy đang đang gì? Đang cho các bạn cái đề số 1 nhẹ nhàng thôi. Chưa có gì khó ở đây cả. Càng mới đề sau các bạn thấy nó sẽ khó hơn. Nên nó mới phù hợp thi đại học được. Thì lúc đấy các bạn ôn những cái đề nó nằm ở tầm trên rồi, bất kể cả thi đại học nó tụt xuống dưới các bạn vẫn làm được. Chứ bây giờ đề mà các bạn ôn nó bị dễ quá thì về sau đề nó khó hơn là các bạn oảng ngay, đúng không? Là bị oảng ngay. Đấy, nên là cái đề này bạn nào mà dưới 8 điểm thôi là bằng đang chắc rồi, vì câu hỏi nó không phải khó. Dưới 9 điểm thì tức là mình chưa đỗ được vào trường top trên đâu, thậm chí là top trung luôn ấy. Nên là mình phải xem lại ngay nhá, lập lại kế hoạch ôn ngay. Hoặc đơn giản nhất là các bạn cứ tham gia cái khóa tổng ôn với cả luyện đề đó, và ngày mai là bắt đầu khóa tổng ôn, bắt đầu vào bài đầu tiên rồi đấy. Nên bạn nào chưa đăng ký cái khóa tổng ôn thì đây là cơ hội để gỡ gạc cho các bạn nhá. Không phải quảng cáo nhiều, bởi vì thực ra là điểm các anh chị khóa trước các bạn tự kiểm chứng rồi, và trong Facebook cá nhân của thầy, thầy có để Facebook cá nhân của thầy ở trong link fanpage ấy, à cái caption fanpage ấy, caption buổi live ngày hôm nay này, các bạn vào phần album các bạn thấy. Nhưng các bạn phải xem lại ngay là mình học đã tốt chưa nhá. Là nhẹ tráng đấy các bạn, mà kéo xuống dưới các đề thi thử mà năm ngoái thì chữa cho các anh chị 2K2 thì các bạn thấy nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều nhá. Một 2K2 ở đây vẫn xem thầy à, Minh Thành, chào Minh Thành. Đây cực kỳ cơ bản à. Rồi. Các bạn ơi, các bạn lập tức share cái buổi live này về tường các bạn ngay để lưu lại. Thầy sẽ các bạn sẽ tạo ra một cái album riêng đi, để các bạn đến lúc chuẩn bị ôn thi, các bạn sẽ có một cái album nhiều đề thi thử của thầy. Tất nhiên là nó sẽ không thể nhiều bằng ở trong cái khóa luyện đề và không thể sâu được bằng khóa luyện đề được, nhưng mà nó cũng là một tài liệu ôn tập rất là tốt rồi. Đấy, còn các bạn muốn tốt hơn nữa mà chuyên sâu nữa, có người định hướng cho các bạn ở trong đề luôn ấy, thì trong cái khóa luyện đề tháng 3 sắp tới thầy khai giảng ấy là thầy sẽ nói cho bạn trong đấy. Còn đâu thì bạn nào chưa vào khóa luyện đề, các bạn có thể inbox riêng cho thầy để đăng ký nhá. Để đăng ký. Rồi, các bạn nhớ học phí của lớp mình chưa? Học phí khi tham gia lớp live ở trên fanpage của thầy là gì? Một tim thôi. Một tim. Hãy cho thầy một yêu thương để thầy trả lại cho các bạn 50 câu yêu thương nhá. 50 câu yêu thương. À đúng rồi. Sao ra sách? Trong tuần này là các bạn được giao sách thôi. Nói chung là chắc là đến ngày kia thôi là thầy sẽ không nhận sách của các bạn nữa. Không nhận đơn các bạn nữa, bởi vì thực ra là đơn vị giao hàng người ta cũng 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 nghỉ nghỉ làm. Đấy. Nên bạn nào họ mà chưa ra sách thì đặt nhanh nhá, nhất là sách 20 đề. Để có tài liệu mà ôn tập trước Tết đi. Trong Tết nghỉ nó giá là khá là dài. Nhưng mà có sách mà ôn tập. Đây, còn sách 20 đề đây. Buổi live cũng nói rồi, rồi cục ném chó chết. Và đang giảm giá rất sâu đấy, sách đây. Giá đang 600 nghìn này này. Các bạn đang phải mua với giá có 350 nghìn thôi. Mà có cả video chữa từng câu một cho các bạn. Chị ném. Rồi các bạn nhớ share về tạo làm album riêng đi nhá, xem về thật nhanh. Và chắc là nhiều bạn xem live ở đây rất là lâu từ đầu năm đến giờ của thầy rồi, chắc là hiểu rồi là thầy nhắc lại nhá. Những bạn nào ấy mà có chữ người chia sẻ ở trên đầu, tức là khi bạn share công khai về các bạn có chữ người chia sẻ, lúc các bạn comment là có chữ người chia sẻ trên đầu, là những bạn này được ưu tiên là thầy giải đáp các câu hỏi khi các bạn comment, nhớ chưa? Bởi vì các bạn đã ủng hộ thầy thì thầy phải có nghĩa vụ chăm sóc các bạn. Nên các bạn chia sẻ về thì có một đặc quyền riêng như thế, có những người chia sẻ lên đầu, còn những comment khác thì thầy xin phép là thầy không đọc nha, bởi vì cũng rất nhiều comment khác nhau nên thầy chỉ tập trung vào những comment có chữ người chia sẻ trên đầu thôi.
chưa nhỉ? Rồi gọi em đi thầy rồi chào Bùi Thế Toán. Bùi Thế Toán đọc kéo hết cả mồm. À, hôm qua bạn nào mà thi thử rồi comment một cái, comment số 1 một cái để thầy biết là các bạn hôm qua thi thử rồi nào. Bạn nào hôm qua tối hôm qua thi thử rồi comment số 1 nhá. Comment số 1. Bạn nào thi thử rồi comment số 1 cho thầy. Tối qua thi thử cái đề này thôi, comment số 1 nhá. À, cuối buổi live thầy sẽ up link đề lên cho các bạn nào mà hôm qua chưa thi thử. Thì các bạn có thể có tài liệu các bạn in ra các bạn làm, các bạn ôn nhé. Đấy như kiểu là mấy các bạn còn không để avatar này, Phùng Lệ này, Đặng Quốc Việt này. Không để avatar cũng không có chữ người chia sẻ đầu thì tại sao thầy lại phải đọc comment của các bạn? Đấy, đúng không? Đấy, Bích Ngọc, em vào hơi muộn, không sao em. Lớp chuẩn bị mới bắt đầu cơ, sắp mới bắt đầu. Có điểm rồi mà. Rồi, trà Hà Văn Bích, của Văn, cộng 1. Chất lượng điểm 10 luôn. Rồi, chào Hà nhé, chào Đào nhé. Thi thử trong nhóm mà. Các bạn nào chưa vào nhóm này vào 203 học toán thầy Đào. Bây giờ thì hỏi các bạn đã sẵn sàng cho buổi live ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng cho buổi live ngày hôm nay chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, các bạn comment sẵn sàng cho thầy nhá. Sẵn sàng rồi comment một cái sẵn sàng để chúng ta bắt đầu vào luôn. Rồi chào Hùng Nguyễn nhá. Các bạn sẵn sàng ít quá. Chưa sẵn sàng gì cả. Để chưa thấy các bạn sẵn sàng. Sẵn sàng thật nhanh nào. Xong. Rồi, sẵn sàng chiến nhá. Chiến nhá. Đấy thì lần 1 này. Rồi, đấy thì lần 1. Tập xác định của hàm số y bằng x trừ 1 mũ 1 phần 5 là gì? Thì câu này nó rất là cơ bản rồi đúng không? Những câu dễ thầy sẽ lướt thật nhanh. X trừ 1 mũ 1 phần 5 thì các bạn nhớ không? X mũ alpha thì ở đây nếu như alpha các bạn ấy nó là số không nguyên thì điều kiện là gì? Là x các bạn phải lớn hơn 0, tức là ở đây là x trừ 1 phải lớn hơn 0. Hay nói khác là x các bạn lớn hơn số mấy? Số 1. Vậy đáp án cần chọn là gì? Là A. Ok chưa? Đáp án A. Ok, xong. Câu số 2, câu 2, câu 2 đáp án gì? Các bạn comment câu 2 đáp án gì cho thầy một cái nào. Câu 2 đáp án gì? Một cái câu mà nó rất là dễ, nhưng mà đến bây giờ vẫn còn bạn chết. Thế là mới hay. Câu 2 vẫn còn bạn chết cơ. Hay lắm. Kiểu gì các bạn comment nhầm cho mình xem. Ngay từ câu 2 hôm qua thống kê một loạt đứa sai câu 2. Đây người ta cho các bạn là hàm số y bằng fx có đồ thị f phẩy x như hình vẽ. Số điểm cực đại của hàm số là gì? Rất nhiều bạn là comment có 2 điểm cực đại. Chết dở luôn. Đấy, các bạn nhớ đây là đồ thị của hàm gì? F phẩy x chứ không phải đồ thị hàm fx. Hơi quá em chết, Trần Lan Phương. Chết chưa? X này, f phẩy x này, fx các bạn nhớ nhá. Ở đây chúng ta sẽ có hai nghiệm đúng không? Nghiệm này và nghiệm này thì gọi là x1 và x2 đi.
Đây x1 và x2. Hai nghiệm này làm f phẩy x của chúng ta nó bằng số 0. Cái dấu thôi. Từ x2 đến dương vô cực nó nằm ở mé ở dưới. Mé ở dưới là cái fx. F phẩy x của chúng ta đang nằm ở dưới, nó bị âm rồi. Từ x1 đến x2 là nó nằm ở trên ox là nó dương rồi. Tương tự bên này là âm thôi. Đi xuống, đi lên và đi xuống. Vậy các bạn có một điểm cực đại thôi. Nhớ nhá, fx có một điểm cực đại thôi. Vậy đáp án cần chọn là A. Cay không? Có cay không? Chủ quan chưa? Có khi mấy câu sau, sau câu 40 lại làm được, nhưng mà để chết mấy cái câu dưới câu 30 thì thật sự là đáng buồn. Những đồng chí này không nên có người yêu. Thấy chưa? Bởi vì các bạn có quá nhiều sai lầm. Nhiều sai lầm thì không nên có người yêu. Nha. Kiểu vững vàng mà trưởng thành mới có người yêu. Úi dồi ôi. Nào, câu 3 thì tích khối cầu có đường kính bằng A gì? Hôm qua có rất nhiều được 4 phần 3 pi A mũ 3. Rất nhiều bạn chọn A luôn. Đấy. Các bạn nhớ đường kính bằng A thì bán kính nó bằng A trên mấy? A trên 2 cơ. Vậy thể tích của các bạn là 4 phần 3 pi nhân R mũ 3. Xong chưa? Vậy kết quả là bằng A mũ 3 nhân pi chia. Rút gọn đi. 2 nhân 3 là 6. Đáp án C. Một câu rất dễ. Thế mà hôm qua có ông chọn A nhiều lắm ấy. Nhiều lắm luôn. Đấy. Lại có người chết câu này tiếp này này. Cái đề nó sẽ như thế. Đề của bộ nó sẽ như thế. Các bạn hiểu một cách là đề của bộ nó sẽ hỏi những câu rất là dễ. Nhưng mà nó lại liên quan đến tính bẫy nhiều. Nên các bạn mà không cẩn thận thôi. Mấy câu đầu là có thể mất điểm như chơi. Đấy. Nó hiểm hóc như thế. Phân loại mà. Rồi. Thích Thành Đạt. Thầy like tầm này buồn ngủ vờ lờ à. Ok thầy block em nhá. Block em khỏi. Cấm luôn. Rồi. Trong live stream của thầy đứa nào nói chữ buồn ngủ thôi hay đi ngủ thôi. Block hết. Không nói nhiều. Cho anh hộp có đáy là hình vuông cạnh A nhỏ, chiều cao là bằng 3. Thể tích của khối hộp đã cho bao nhiêu? Thể tích khối hộp đã cho. Ông nào ngủ thì ông cứ đi ngủ đi, đúng không? Còn để người khác học, ông nói đi ngủ làm gì, ông thể hiện với ai? Đúng không? Quan điểm của ông có ai quan tâm đấy đâu. Hoàn nâng cao quan điểm. Cái này bằng A này. A này. Và A này. Nào, vậy thì ở đây thể tích của chúng ta là bằng chiều cao là 3 nhân dĩ đáy. Đáy là hình vuông thôi. Hình vuông là cạnh diện tích đáy là A bình phương. Được chưa? Kết quả là A mũ 3 nhân 3. Đáp án B nha. Rồi, xong câu ví dụ số 4. Rồi, bạn nào vào sau nhớ xem về thầy ngay. Để cực kỳ hay rồi. Ví dụ số 5. Fx có bảng như sau. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? Rồi. Bây giờ. Tên là Thích Thành Đạt. Thích Thành Đạt. Nhưng mà lại lười như chó. Thế là không được rồi. Lười. Lại còn thích đoạn thành đạt. Không làm mà đòi có ăn. Thầy Huấn dạy là ăn cái gì? Nghị biến trên đoạn là trừ 1 đến 1. Mệnh đề này là chuẩn chưa? Là đúng rồi. Hãy đi từ trừ 1 đến 1. Chuẩn luôn rồi. Đáp án cần chọn là A. Nha. Không phải nghĩ ngợi là mà. Rồi. Câu số 6. Nói tổng ngày mai bắt đầu học nha. Các bạn hỏi nhiều quá. Đức Anh. Phản cứng mà không xe về à? 0 đến 4 của gx nhân dx bằng trừ 2. Nào, bây giờ mệnh đề nào sau đây sai nhá. Ừ, 0 đến 4. 0 đến 4 đúng không? Của 2 lần fx. 2 lần fx. 0 đến 4 fx là bằng trừ 7. 2 nhân trừ 7 là trừ 14. Trừ gx. Gx của mình là trừ 2. Trừ trừ 2 là cộng 2. Đúng không? Các bạn đúng rồi. C nhá. Từ 4 đến 6 fx nhân dx. 4 đến 6 à? 4, 6 nó liên quan đến số 0. Thì các bạn tách là 4 đến 0 fx nhân dx cộng cả từ 0 đến 6 hai cái đầu này này cộng với nhau thì chất tích phân thì nó giữ đợi cái đầu với đít thôi. Nhân dx 4 đến 0 thì bằng bao nhiêu? 0 đến 4 thì bằng trừ 7. Vậy thì 4 đến 0 ngược lại nó là phải là số 7. 0 đến 6, 0 đến 6 bằng số 3, vậy cộng thêm 3 thôi, kết quả là bằng số 10. Ô, 10 cơ không phải trừ 4, đáp án C sai nhá. 6C. Rồi. 6C. 6C. Tới tích phân nhá. Câu tiếp theo, câu số 7. Một câu mà có điểm rồi. A mũ x đạo hàm nó là bằng A mũ x nhân với cả len A. Vậy thì là 2021 mũ x nhân len 2021 thôi. Nhiều đứa học nguyên hàm xong ngáo là chia luôn. Là chết dở nhá. C. Rồi. Đây. Câu 8.
Câu 8. Câu 8 đáp án gì? Cho gỡ gạc này này. Thể hiện đi. Hãy comment thật nhiều để cho comment các bạn nổi lên ấy. Thế là có người chú ý các bạn có nghiêu luôn. Câu 8. 8 đi, 8 đi, 8 đi. Người ta hỏi các bạn là số điểm cực trị của hàm số này là cái gì? Nào, số điểm cực trị. Dễ, đúng không? Thì các bạn thấy ngay này, hàm trùng phương chưa? A nhân với cả B nó bị nhỏ hơn không? Tức là có 3 điểm cực trị, dấu hiệu rất cơ bản. Đa bản đi. Đi nhá. Rồi, câu số 9. Phương trình 3 mũ 1 trên x bằng 4 có nghiệm là gì? Thì các bạn dùng loga thôi. 1 trên x nó bằng đạp số 4 xuống là log 3 của 4. Được chưa? Tương đương ở đây. X các bạn sẽ bằng là 1 trên log 3 của 4. Ok chưa? 1 trên log 3 của 4 nó chính là log 4 của 3. Đổi lộn lại thôi. Đáp án dễ dàng. C. Không khó. Ở câu số 9. Rồi. Câu 9 nhá. Nào, bây giờ câu số 10. Câu 10. Cho hàm số fx là một phân thức bậc nhất, chia bậc nhất và có đồ thị nhìn bên. Số nghiệm của phương trình fx bằng 2020 mũ 2021 là gì? À, đây đồ thị hàm fx người ta cho rồi. Nhưng được cái đồ thị bên này là đồ thị màu đỏ nhá. Các bạn thấy đây là hàm mũ rất là to. Hàm mũ to nó nằm tít trên này này. Tít trên này. Đúng không? Tít trên này. Y bằng 2020 mũ 2021. Thì nó cắt tại mấy điểm? À, cắt tại một điểm đây này. Đó, nhiều bạn nhìn câu này thấy sợ. Trong khi câu nó cho điểm. Nha, vậy đáp án cần chọn là gì? A, à, nha. Vào đây. Đáp án này. Ok chưa? A à, nha. Ừ. Câu 11, nói chung mấy câu đầu là mấy câu mà nhân phẩm thôi. Câu 11. Nghiệm của phương trình là gì? Mũ thẳng lên luôn, chẳng cần điều kiện đâu. 3x trừ 2 là bằng 3 mũ 3. 3 mũ 3 là 27 thôi. Đúng không? Tương đương. Đây các bạn bằng 27 cộng 2 là 29, 29 chia 3 thôi. 29 chia 3 đáp án này. Rồi. Câu tâm thường. Đáp án này. Câu 12. Cho khối chóp SABC có đáy là một tam giác đều cạnh A nhỏ. SA thì nó bằng A căn 3 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. À là vuông góc với đáy. Rồi. Thể tích của chóp là gì? Ui, dễ quá. 1 phần 3 chiều cao là SA. Là diện tích của tam giác ABC. 1 phần 3. SA các bạn là gì? Là A căn 3. Thế hỏi em nhé. Nào, thầy nhắc lại cho các bạn này. Các bạn thử comment cho thầy. Công thức. Comment công thức. Công thức. Diện tích của tam giác đều là gì? Tam giác đều. Comment em nào. Hãy tạo ra nhiều điểm chạm trong cái buổi live ngày hôm nay. Nhớ chưa? Thì các bạn sẽ nhớ. Công thức diện tích tam giác đều là gì? Chúng ta gặp rất nhiều nên các bạn phải thuộc công thức này. Nào comment thật nhanh các bạn. Công thức diện tích tam giác đều là gì? Sao lại có bạn nào comment buồn cười này? Phạm Quyến, công thức diện tích tam giác đều là bằng 1 phần 2 tích 2 góc vuông. Ơ à. Đấy là bằng cạnh bình phương nhân căn 3 trên 4. Cả lớp comment cho thầy một câu. Diện tích tam giác đều là cạnh bình phương nhân căn 3 trên 4. Các bạn hãy comment câu này cho thầy. Công thức cạnh bình phương nhân căn 3 trên 4 để không bao giờ các bạn bị quên. Hãy nhớ là khi các bạn học ấy, nhất là học online như này, các bạn tạo ra nhiều điểm chạm cho kiến thức các bạn càng nhớ lâu. Ví dụ các bạn xem đề của thầy, làm đề một điểm chạm. Sau đó các bạn comment lại lần nữa, một điểm chạm, nghe thầy giảng một điểm chạm nữa, giảng bài cho người khác một điểm chạm, tự tổng kết lại thành quyển sổ ghi ra một điểm chạm nữa. Các bạn phải nhớ là càng nhiều càng điều điểm nhiều điểm chạm đến kiến thức, tức là chúng ta lại càng nhớ lâu. Comment cho thầy cạnh bình phương nhân căn 3 trên 4. Thuần chương cả lớp. Rồi, rất tốt. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cạnh của mình là số mấy? A nhỏ thôi, vậy là A bình phương nhân căn 3 trên 4. Easy không? Vậy căn 3 nhân căn 3 là 3 rồi. Kết quả là A mũ 3 trên mấy? Trên 4 thôi. Đa bàn đi. Hết bài. Nha. Rồi, câu tiếp theo. 13. Họ nguyên hàm của hàm số fx bằng 1 trừ đi 2x mũ 3 trừ x bình nhân sin x. Trừ x bình phương.
nhá. Thế bình phương. Bây giờ xử lý câu này như nào? Họ Nguyên hàm 1 trên x bình phương thì là tức thôi. Trừ 2x mũ 3 chia cho x bình là trừ 2x. X bình chia x bình hết, còn trừ sin x thôi. Nhân đấy. Nguyên hàm của 1 trên x bình phương là trừ 1 trên x. Em hãy nhớ cho thầy. Nguyên hàm của x là x bình trên 2. Nguyên hàm của sin là gì thôi? Là trừ cos, trừ trừ thành cộng. Cos x. Cộng C. Nguyên hàm của sin nhá là trừ cos nhá. 2 rút gọn. Vậy các bạn có là trừ 1 trên x. Trừ x bình phương cộng với cả cos x. Nhớ chưa? Vậy đáp án cần chọn là D. Đáp án D. Hello game. Rồi, một câu rất đơn giản. Tiếp theo, đó là câu 14. Nào, thử comment này câu 14. Đứa nào sai câu 14 nhá, hãy thề rằng ai sai câu 14 xứng đáng là hết năm nay các bạn vẫn bị ế. Ai sai câu 14 hết năm nay vẫn ế. Comment xem nào, đáp án câu 14 là gì? Mười bốn đáp án gì? Mười bốn đúng rồi, rất chuẩn. Nào bây giờ các bạn sẽ thấy nha, len ấy mà nó tách ra ấy, len của A bình cộng cả len của B B bình, nhưng mà người ta chỉ nói là AB là số thực rồi, nó không bảo là số thực dương mà là thực, mà trong logarit điều kiện để tồn tại thì nó phải trong này phải lớn hơn không, đúng không? Lớn không nên các bạn vứt cái thằng bình phương ra ngoài là hai nhân len phải có trị tuyệt đối của a vào để đảm bảo nó luôn dương cộng 2. À đây là 4 chứ, 4 nhân len của trị đối của b đó, có trị đối để nó luôn dương chứ. Các bạn chọn đáp án b hay đáp án d là chết dở ấy nhá, nhiều bạn chọn d lắm. Đấy, phải chọn a đấy. Chết chưa? D là chết rồi, không để ý, không để ý kiến thức. D có hay không? D nó không hề khó đúng không? D thì cho các bạn là không hề khó. Nhưng mà đấy, vẫn chết mất điểm như thường, tức là đây là những cái đề mà thầy cực kỳ chọn lọc, bởi vì thầy hiểu, quá hiểu bộ nó cho đề như nào rồi. Nên thầy sẽ cho các bạn làm, nên bạn nào thì theo sát cái khóa luyện đề của thầy. Cái khóa luyện đề Pro thầy có link 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 kèm ở trên comment ấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy nhá. Rồi. Ok. Nhân đây thì thầy 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 tiếp tục câu 15. Rồi, câu theo. Không khó nhưng lừa nhiều, đúng rồi. Đây nó như thế đấy, tập xác định là gì? Trong logarit phải lớn hơn không? X cộng 1 lớn hơn không thôi. X lớn hơn trừ 1 xong đáp án B. Bằng trong 1 giây. Đúng không? Mấy câu này là để các bạn phải làm rất nhanh để mình còn có thể có thời gian sang cái câu từ 40 trở đi nhá. Rồi. Thằng này nghịch biến trên khoảng nào? Rất nhiều bạn thấy 2020 không biết là như nào thì các bạn phải hiểu nghịch biến hay đồng biến là dựa vào đạo hàm em nhá. Thì đạo hàm ấy thì các bạn thấy ngay là cái hàm g này này. Nó vẫn như hàm hàm này thôi, bởi vì y phẩy nó chính là g phẩy, đúng không? Nó vẫn là hàm g phẩy thôi. Phải nó chính là y phải luôn. Nghịch biến của chúng ta, à đấy, nghịch biến đi xuống này, đi xuống này. Không có cực đến trừ 4 có không? Không có. Đúng không? Trừ 3 nằm bên này cơ. Nằm A sai rồi. Không đến dương cực sai rồi. Trừ 3 đến trừ 2. Trừ 3 đến trừ 2 là đồng biến rồi, sai rồi. Có mỗi đáp án D thôi. 1 đến 3, 1 đến 3. Chuẩn luôn, nghịch biến. Thấy không? Rồi. 15, à 16 phải là D nha. D. Ôi rồi. Tí nữa đến đến mạng câu 40 thầy sẽ show cho các bạn, hứa cho các bạn sẽ thấy là kinh ngạc tại sao thầy lại có thể nghĩ ra được cái phương pháp như thế đấy, để xử lý được cái câu như thế, thì các bạn sẽ cùng đón chờ những cái câu từ 40 trở đi đấy, nó phải ăn nhau từ câu 40. Thế mấy câu đầu thì chưa nói điều gì, đề thì nó cho nhẹ nhàng ngay từ đầu, đơn giản thôi. Cấp số cộng một kiến thức liên quan đến lớp 11 thì đề thi nó vẫn có cấp số cộng cấp số nhân đấy nhá, không phải là không có đâu nhá em ơi. Nhiều bạn chủ quan lại không muốn lớp 11 là mất điểm như chơi đây này,
cấp số cộng ấy, thì nhắc lại công thức cho các bạn là UN ấy, nó bằng là U1 cộng với cả N trừ 1 nhân D. Vậy thì ở đây thầy đang có U2 là bằng, U1 là bằng 2. U9 là gì? U9 các bạn ấy là bằng U1 cộng N trừ 1 là 9 trừ 1 là 8 nhân D. Nó bằng số bao nhiêu? 26. Mà U1 của em ấy nó bằng số 2 thôi. Cộng 8D nó bằng 26. Vậy chia thôi. D các bạn bằng bao nhiêu? 26 trừ 2 là 24. 24 chia cho 8 là còn số 3. Vậy người ta hỏi các bạn U5. Công thức này. U1 cộng với cả N trừ 1 là 4D. U1 là số 2 cộng 4 nhân D là 3. U3 12 cộng 2 là 14. Xong, đáp án D. Không khó. Câu tiếp theo. Tìm tiệm cận ngang của thằng này. Nào, câu này hôm qua cũng có đứa nhầm nhầm. Mới lạ. Tiệm cận ngang này các bạn lấy hệ số chữ x thôi. Trên tử và mẫu trừ 2 trên 1 đây này, trừ 2 luôn nhá. Tiệm ngang phải là y, nhớ chưa? Đã chọn x cái chữ sở này, y bằng trừ 2. Rồi, 18D. 18D. Hôm nay không có mini game đâu. Hôm nay không có mini game. Mini game thầy để đến buổi live tới. Thầy sẽ tặng sách cho các bạn nhá. Rồi. 19. Có hình chóp SABC. Xong. Tam giác ABC vuông tại B. Rồi, SA một góc về đáy. Rồi. Góc giữa SC và đáy là thằng nào? Ơ, con này hỏi dễ đấy. SC và đáy này, đỉnh này, SC và đáy, các bạn nối chân đường cao thôi, SCA. Được chưa? SCA đáp án C. Dễ ợt. Rồi, link đề cuối buổi live thầy nói cho các bạn trước, thầy ghi cho các bạn. Chứ còn link đề hôm qua là thầy up ở trong nhóm 203 của toán thầy đạt rồi. Bạn nào mà chưa vào nhóm các bạn vào luôn nhé. Thì cuối buổi live các bạn vào nhé. 20 này. 20. Ồ, 20. Hôm qua rất nhiều bố lại bị ngáo vào câu 20. Đấy, câu 20 nó dễ. Nó dễ lắm. Chỉ còn một phép tính thôi là xong thôi. Đố bạn biết là câu 20 đáp án gì đấy. Nào, comment câu 20 đáp án gì. Câu này ấy, nó xứng đáng là cái câu mà nó phân loại những cái học yếu và học trung bình. Chứ còn câu này mà các bạn vẫn còn bị chọn nhầm nữa là các bạn bị yếu đấy. Liệu các bạn có bị yếu không? Comment câu 20 nào. B sai đi ngủ á. Ừ. Rất đơn giản thôi, các bạn nhìn cái giao điểm với cả OX này này. Giao điểm OX là gì? Là cho nó y bằng 0 ấy. Đúng không? Các bạn thấy giao điểm nó bằng x bằng trừ 1 không? X cộng 1 bằng 0, x bằng trừ 1 chưa? Còn nó có các thằng khác. Bằng 0, x bằng 1 này. X bằng 0 này, x bằng trừ 3. Có đúng đáp án B là x bằng trừ 1 thôi. Xong phim. Thầy không cần nhìn tiệm mà đứng tiệm mà ngang luôn. Chỉ nhìn là cái giao điểm nó là gì? Là xong. Chọn trong một tích tắc. Ok chưa? Thế thôi. Rồi. Câu 21. Nào, 21 dễ thôi, cơ số 3 là lớn hơn. 27 của chúng ta ấy, là bằng 3 mũ 3. Vậy suy ra cái cụm này, cái nhỏ số 3. Tiền vế thôi. Anh có hai nghiệm đúng không? Là trừ 1 với 3. Bên trái, ngoài cùng. Cái phần âm là từ trừ 1 đến 3 thôi. Đó là C. Đó là C. Ok. Ok. Câu 22. 22. Cho hình trụ có bán kính R bằng A và độ dài đường sinh là 2A, diện tích toàn phần hình trụ là gì? Các nhận S toàn phần là gì không? Hình trụ là 2πR nhân H cộng 2πR bình phương. Công thức là phải nó nảy số luôn ấy. Các bạn phải nảy công thức ra nhanh thì em mới ra được bài toán nó nhanh. Chứ bây giờ mình ngồi đi nặn ra công thức mình chết dở rồi. Như táo bón là không được. R là bằng A này. Đúng không? Con số 1 đi. L là 2 này. Mà đừng hình trụ ấy thì L với cả H nó giống nhau. L với H nó giống nhau. Được chưa? Thì L là bằng 2 thôi. 2π nhân R là bằng 1 thôi. Kết quả là 4π cộng 2π là 6π. Đúng không? Đáp án C. 6π. Rồi, đáp án C. 23. Một lần nữa, câu này thì nói đến lần một, thứ 1 tỷ rồi. Lần thứ 1 tỷ rồi. Mà không hiểu sao
vẫn chọn nhầm, chứng tỏ là không xem live stream thầy thường xuyên nên vẫn chọn nhầm câu này. 23 đáp án gì đây? Cái câu này bộ năm nào cũng hỏi à, nhưng mà vẫn chọn nhầm, năm nào cũng hỏi. 23 là gì? Thôi 23 là có rồi, 23 phải là C nhá, nhiều bạn chọn chọn B lắm. Chi phẩy của nó này, A nhân D trừ B nhân C, trừ 2 trừ 1 nhân 1 thôi, cho mẫu bình phương nhỏ hơn không đúng không? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có ông này nó bị âm, từ âm này, mẫu nó dương này, vậy y phẩy nó luôn âm thì hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định, chứ không phải là cái dấu hợp như này nó tập xác định. Chứ lơ ngơ là chọn B buồn lắm. Rồi câu 24. Rồi, cho hình chóp ABC có đáy là một tam giác vuông có đỉnh là B. AB bằng A nhỏ, SA móc với đáy SA bằng A nhỏ khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC là gì? Ui rồi, bạn nào mà đã trong cái khóa Live Pro của thầy ấy, các bạn được tặng luôn cái khóa anh không gian mất gốc rồi ấy. Cái câu này chắc các bạn nhầm, chắc là được 2 giây là các bạn ra kết quả. Nói thật, nhầm 2 giây thôi, không cần vẽ hình. Đúng không? Nhìn nó rất là quen. Nào, vẽ hình thật nhanh nhé. Để cho những bạn nào mà khó tưởng tượng. Đúng cái câu thần chú của thầy thôi. Thần chú là làm được. Nào, tam giác vuông tại B. AB là A nhỏ, thì con là số 1 đi. SA cũng bằng A nhỏ, số 1 đi. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC là gì? Đúng không? A là SBC. Thì các bạn chú ý này, khoảng cách từ A đến BC nó vuông ở B rồi. Đây khoảng cách từ A là khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên. Thì cái mẹo là gì? Nhìn thấy đáy có vuông ở đâu, bắn lên ở đó. Bắn là gì? Giữ chân trống này này, vuông ở B, thì AH cũng FB. Đây là khoảng cách luôn. Là xong. Thầy đã dạy ở trong cái khóa lấy góc không gian được, được tặng miễn phí cho các bạn luôn. Khóa này từ ngày xưa là 500 nghìn đấy, được tặng miễn phí cho các bạn luôn đấy. Là bằng gì đây? Cos 1/1 AH bình bằng 1/SA bình cộng 1/AB bình. Hay nói khác là trục lên là SA nhân AB trên căn của SA bình cộng AB bình. Đúng không? SA AB là 1 rồi. 1 cộng 1 là 2, căn 2 thôi. 1/căn 2, tức là căn 2/2. Đáp án D. Có đúng 2 giây không? Nếu các bạn làm nhầm tốt, có đúng 2 giây. À đây, nhân cái lúc thầy nói về cái khóa lấy không gian được tặng ấy, đây thầy nói qua cho các bạn một chút khóa tổng ôn. Thầy xin các bạn mấy phút vậy, nói cho bạn nào còn chưa biết, và có khi có những bạn đang ở trong khóa tổng ôn luyện đề rồi còn chưa biết tồn tại cái khóa lấy góc hình không gian. Đây thầy tặng các bạn nhé. Đây, tặng các bạn. Thì thầy sẽ nói qua một chút. Đấy, cho thầy xin phép là nói mất 2 phút thôi. Đấy, sau rồi thầy sẽ đi vào những câu tiếp tục. Như câu 25, 26, toàn những câu hay thôi. Nào. Rồi, cái khóa Live Pro ấy, tổng ôn với cả luyện đề thì nó như thế nào? Nhiều bạn chưa hiểu cái khóa này. Khóa live và ngày mai là bắt đầu khóa tổng ôn vào buổi đầu tiên đấy. Đấy, thì những bạn nào nên tham gia cái khóa Live Pro này và những bạn nào phù hợp, bởi vì không phải bạn nào cũng phù hợp trong cái khóa Live này nhá. Thứ nhất là những bạn 2K3 và 2K2 đang có mục tiêu thi đạt từ 8 điểm trở lên, các bạn hãy tham gia khóa này. Còn nếu như mà em ấy mục tiêu mà dưới cái điểm 7, điểm 6 ấy, thì thực ra em không cần tham gia, em chỉ cần xem live ở trên cái fanpage thầy là rất là đầy đủ rồi, kênh YouTube của thầy, các bạn search Nguyễn Tiến Đạt ra là xong. Nhưng mà mục tiêu 8 điểm thì các bạn nên tham gia cái khóa này. Thứ hai là các bạn cần một cái hệ thống kiến thức logic và dễ nhớ, tức là khi chúng ta làm bài các bạn phải trải qua rất nhiều chuyên đề từ lớp 11 đến lớp 12, thì các bạn phải có một cái hệ thống cách nhớ các cái dạng và liên kết với nhau như thế nào để các bạn nhớ được, chứ nhiều bạn là học mãi xong rồi lại bị quên đấy, bởi vì các bạn không không có cái sự liên kết. Thì thầy sẽ dạy các bạn cách liên kết ở trong cái khóa này nhá. Thứ ba là cần những cái phương pháp trắc nghiệm làm bài nhanh hiệu quả, thì các bạn đang tìm kiếm cho mình cái phương pháp để làm bài nhanh trắc nghiệm ấy, thì trong khóa này nó hội tụ đầy đủ tất cả mọi thứ, từ công thức giải nhanh, phương pháp giải nhanh, cách bấm máy tính 5-70, 5-80 như nào, có hết cho các bạn, không phải tìm đâu cả, tất cả nó được kiểm chứng và cách làm nhanh nhất thầy sẽ dạy các bạn trong này nha. Thứ tư là các bạn cần nắm được những cái câu hỏi sát sườn với cấu trúc của bộ, vì thực ra là thầy là người nghiên cứu đề rồi, và bên cạnh thầy là một đội ngũ những thầy cô đã từng ra đề thi Trung học phổ thông quốc gia đó, và đề cũng được kiểm định rất là kỹ, và những câu hỏi sát sườn sẽ hội tụ trong khóa này cho các bạn.
Đấy. Và khóa tổng ôn pro là như thế nào? Đó, tổng ôn pro cái chương trình như nào? Thứ nhất là trong này các cái bản đồ về câu hỏi hay thi nhất từ cơ bản đến nâng cao, tức là mức độ 9 cộng 10 cộng cũng có, từ dễ đến khó nó trong khóa này, để thành một cái bản đồ nó phác thảo hết sơ đồ cho các bạn đi như nào rồi. Thứ hai, những bạn nào đang bị mất gốc ấy mà các bạn đang cần lấy lại gốc lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì đây là cái khóa giúp các bạn phục hồi toàn bộ kiến thức các bạn mất gốc từ trước đấy, chỉ cần các bạn chăm chỉ thôi. Còn nhiệm vụ của thầy là đẩy các bạn vào đại học. Thứ ba là khóa này các bạn sẽ được tăng tốc cách làm bài trắc nghiệm, cách hack các cái mẹo hack của thầy và độc quyền rồi, và có những cái mẹo hack mà thầy sẽ không bao giờ, thầy xin phép các bạn là đang xem live này là có những cái phương pháp thầy không bao giờ thầy được phép nói ra ngoài bên bên ngoài, bởi vì như thế là thiệt thòi cho các bạn ở trong. Ví dụ nhé, cái phương pháp múa cột, các bạn mở lại cái fanpage cách đây 4 năm là có một video thầy nói về phương pháp múa cột để làm nhanh nguyên làm tích phân từng phần, và video đấy là của thầy là video đầu tiên tại Việt Nam nói về vấn đề giải nhanh nguyên làm tích phân từng phần. Xong đến bây giờ rất nhiều thầy bắt đầu copy đấy, xong bắt đầu nhận vơ là của mình đấy, thì có những cái phương pháp nào thì lúc đấy thầy sẽ cập nhật riêng trong nhóm kín mà sẽ không public ra ngoài, được chưa? Và trong cái khóa luyện đề pro ấy, đó, luyện đề pro thì cái lộ trình học luyện đề nó luôn nằm sau cùng, nó tới tháng 3 chúng ta mới học cơ. Bởi vì sao? Học thứ nhất là các bạn học chuyên đề, tức là chúng ta đang trải qua giai đoạn trên trên trường, rồi các bạn tổng ôn lại theo một cái hệ thống logic là chúng ta đang học tổng ôn, và rồi cuối cùng mới đi luyện đề để luyện lại nắm chắc được toàn bộ những cái dạng chúng ta đã học và chăm hay không một tay quen. Chỉ có luyện đề các bạn mới có thể thi tốt được thôi, bởi vì đây là giai đoạn then chốt quyết định đến yếu tố thành bại. Ví dụ như kiểu các bạn cầm cho mình rất là nhiều kiến thức nhưng mà các bạn không biết cách phối hợp nhịp nhàng như nào để các bạn xử lý một đề thi cho nó hoàn chỉnh, thì khi các bạn luyện đề các bạn sẽ có được cái điều đấy. Đấy, còn tổng ôn là chúng ta sẽ chỉ học cái phương pháp biết cách giải từng cái bài một thôi, và bây giờ là nó lắp ráp vào để đi thi 90 phút, thì lúc đấy là nó cả một cái vấn đề, và đây là yếu tố quyết định thành bại của các bạn, được chưa? Rồi, và vấn đề về khóa luyện đề ấy, thì các bạn nhớ này, trong khóa luyện đề này có 24 đề chuẩn cấu trúc do chính những giáo viên đã từng ra đề kiểm định, đề thi trung học của chúng ta ấy, kiểm định. Các bạn được rà soát, được cập nhật những cái lỗ hổng này, cập nhật những cái câu hỏi mới nhất của các sở đưa ra, có dạng là mới bắt update luôn trong nhóm này. Tức là khi chúng ta đã có quyển sách 20 đề này rồi, các bạn luyện đề nó rất là tốt rồi, đúng không? Đây là những cái dạng đề mà chắc chắn trong đề thi rồi. Nhưng mà trong quá trình mà mình ôn tập trong một năm ấy sẽ có những cái dạng bài mới, thì trong cái khóa luyện đề pro nó sẽ được cập nhật cho các bạn, và các bạn sẽ được thực chiến như thi thật, được thăm dò đối thực của năng lực của đối thủ. Bởi vì trải nghiệm thi thật là gì? Các bạn được vào app của thầy, app riêng các bạn được làm bài 90 phút như đi thi thật, được chấm điểm, được so sánh bảng xếp hạng, xem video chữa chi tiết như thế nào đấy, và các bạn được thầy live stream chữa toàn bộ 100% câu hỏi, thì lúc đấy các bạn mới trở lên hoàn chỉnh được, hoàn thiện được trong cái kỳ thi. Và bây giờ đến cái phần cuối cùng đấy, cái phần quà tặng. Quà tặng như thầy đã nói lúc nãy là những bạn nào đã có khóa tổng ôn và luyện đề của thầy rồi nhé, khi thực sự cả hai khóa các bạn được tặng một cái khóa lấy gốc hình không gian trị giá 495.000 đồng của thầy, thì các bạn thấy ngay lúc nãy bạn nào trong khóa hình không gian comment rất là nhanh, một phát là 2 giây là ra kết quả luôn, bởi vì trong khóa này thầy hội tụ hết cho các bạn những cái phần nền tảng của phần hình không gian, những cái phần mà chắc chắn bộ sẽ hỏi các bạn. Thứ hai là các bạn được tặng ngân hàng câu hỏi thi 2021 trị giá 345.000 đồng, được chia thành các chuyên đề nhỏ ra, và tiếp theo không thể thiếu được cái app học tập độc quyền của thầy, là các bạn được học live kết hợp cả trên app này, được chấm điểm này, được xem video chữa chi tiết bài tập về nhà này, được xếp hạng này, và được hỏi đáp với trợ giảng đấy. Và tất cả các bạn sẽ tặng hết hoàn toàn miễn phí, và thầy cam kết với các bạn sẽ được hoàn 100% học phí nếu như các bạn thấy rằng kiến thức này không có khả năng ứng dụng trong đề thi, hay là thầy đạt không làm các bạn hài lòng về phương pháp giảng dạy, hay chỉ đơn giản là người khác áp dụng được mà các bạn không áp dụng được. Và điều mà nổi bật nhất, chưa khóa nào dám cam kết cho các bạn là điểm thi đại học các bạn không đạt được ít nhất 76 điểm, thầy sẽ cho các bạn học lại và hoàn lại toàn bộ học phí cho các bạn. Bởi vì như điểm khóa trước các bạn có thể thấy không cái kết quả nào nó xác đáng và nó minh chứng tốt hơn là
cái điểm của anh chị khóa trước, các bạn vào trong Facebook của thầy, thầy có tag ở trên caption đấy, vào phần album xem lại feedback của anh chị khóa trước nhá. Ở đây thầy thấy có anh Đức này, có anh Đức này là năm ngoái là anh ấy cũng đang học trong khóa tổng ôn một đoạn đề, như anh được 9,8 đấy. Anh Đức ơi, anh comment một cái cho các em xem nào. Anh Đức comment một cái cho các em xem nào. Anh Đức. Anh Minh Đức ấy. Đẹp trai lắm, anh Đức thì đẹp trai lắm. Mà lại chưa có người yêu cơ. Rồi. Hello, ở đấy, Minh Đức lên rồi. Đây thì ghim comment anh Đức lên nè các bạn nhé, các bạn có thể kết bạn với anh Đức nhé, anh Đức. Rồi, ở đây nhân tiện là có anh Đức hôm nay ở đây, anh được năm ngoái thi môn toán được 9,8 điểm. Thì xem nào. Xin phép các bạn là chúng ta nhân tiện có anh Đức đây, chúng ta hỏi luôn anh Đức có bí quyết nào mà ôn thi cho các bạn năm ngoái nhá. Rồi. Thầy gọi điện cho anh ý luôn này. Có gì các bạn hỏi, các bạn cần hỏi anh Đức cái gì các bạn comment luôn nhá, để thầy hỏi anh Đức luôn. Alo 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 Alo. alo Đức à, alo Đức ơi, em có nghe rõ thầy nói không? Em đây thầy ơi. Có nghe rõ thầy nói không? Em nghe thấy rồi ạ. Rồi chào Đức nhá. Ở đây là có rất nhiều em 2K3, nói chung là hâm mộ anh Đức. Thì anh Đức có cái bí quyết nào? Đây có một bạn là Lina Thảo comment là làm thế nào để được 98 điểm môn toán. Anh Đức có thể chia sẻ cho bạn Lina Thảo được không? Thực ra thì bí quyết thì cũng không không phải bí quyết ạ. Thực ra thì năm năm ngoái em cũng lười lắm, thì ngoài cái khóa tổng ôn với cả luyện đề thì em cũng chả học thêm gì nữa đâu. Nhưng mà thực ra thì cái khóa tổng ôn với cả khóa luyện đề thấy nó rất là đầy đủ rồi, nên là em chỉ cần học hai cái khóa đấy thôi là em đã đỗ được nguyện vọng một của mình rồi. Anh Đức đang học trường gì nhỉ? À, em đang học bách khoa, Ở khoa gì em? em học kỹ thuật máy tính đại học bách À, khoa. ôi, cũng là một khoa cực kỳ điểm cao cho bách khoa, khoa top đầu bách khoa rồi. Trời ơi. Rồi nói chung với các bạn nữ thì đấy, tự chủ động mà kết bạn nhá, hỏi xem Đức có người yêu chưa nhá. Ngoài ra Đức còn có cái bí quyết nào muốn chia sẻ cho các bạn 2K3 đang đang ở đây không? Làm nào để mình điểm cao được không? Thế thì anh nghĩ là các em chỉ cần chăm chỉ ôn cái khóa tổng ôn theo lộ trình của thầy và kết hợp với cả luyện đề nữa, vì cái bộ đề của thầy nó rất là đầy đủ các dạng. Cái lúc anh đi thi ấy, thì 49 câu là nó dính vào cái quyển 20 đề của thầy rồi, nên là anh làm chỉ trong mất khoảng 1 tiếng thôi. Ôi, tuyệt vời quá. Đấy, thế thôi. Đây là minh chứng xác đáng nhất rồi. Nha. Ôi, cảm ơn, rất cảm ơn anh Đức. Dạ vâng. Ngày hôm nay, nha. Vâng. Rồi. Bye bye thầy. Ok, bye bye em nha. Chúc các bạn học tốt nhá. Rồi. Thực ra là thầy cũng hay nói chuyện với anh Đức. Anh Đức cũng đang làm việc làm Ami nữa. Đấy. Thì ở đây không có anh Thiện đang đang xem livestream, thì bạn nào chắc biết anh Thiện rồi, năm ngoái là anh Thiện là được 10 điểm toán năm ngoái, anh Mai Đức Thiện đấy, cũng là học sinh ở trong cái khóa luyện đề pro của thầy, nhưng mà hôm nay anh hình như là thầy không thấy ở đây. Biết anh Thiện có đây không, các anh Thiện lên tiếng cho các bạn biết nhá. Rồi đấy là cái sự cam kết của thầy và cách đăng ký như thế nào, thì các bạn sẽ có hai gói. Một là nếu mà các bạn nào mà đăng ký lẻ ấy, từng khóa một ấy, tổng ôn hoặc luyện đề riêng ra, các bạn được đăng ký lẻ như thế là học phí là 999.000 một khóa. Còn các bạn mà đăng ký hai khóa thì các bạn chỉ còn 999.000 và các bạn được free ship đến tận nhà các bạn cái mã học và quyển sách hình không gian, lấy góc hình không gian. Được chưa? Free ship cho toàn thể các bạn. Nhớ chưa? Và ở đây các bạn đăng ký, các bạn thể inbox vào trên fanpage là Nguyễn Tiến Đạt có cái dấu tích xanh ấy. Đấy, hoặc là trên cái fanpage Toán Thầy Đạt chuyên lệ thi đại học 10, 11, 12. Được chưa? Đấy, hoặc đơn giản nhất là các bạn nhìn cái link ở trên caption ấy, các bạn ấn vào đăng ký là xong. Được nhỉ? Rồi, thì cảm ơn các bạn. Mặc dù quảng cáo thì nó cũng hơi ngượng một tí, nhưng mà đấy thì cho các bạn biết rõ hơn về cái khóa tổng ôn một luyện đề như thế nào. Được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục vào bài nhá.
Ok, tiếp tục vào bài. Bây giờ này. Rồi bây giờ câu 25. Hàm fx có đạo hàm là f(x) bằng x trừ 2 mũ 4 nhân cả x trừ 1 nhân cả x cộng 3 nhân căn của x bình cộng 3. Tìm số điểm cực trị của hàm số fx. Các bạn nhớ cho thầy một cái mẹo như sau. Nào mẹo này. Hàm f(x) bằng 0 có bao nhiêu nghiệm đơn? Nghiệm đơn. Có chưa? Nghiệm đơn. Đơn thì fx có bấy nhiêu điểm cực trị. Được chưa? Bấy nhiêu điểm cực trị. Thì ở đây chúng ta sẽ có này. Thì thằng này này, các bạn thấy f với x ấy, thằng này nghiệm kép không tính, bỏ luôn. Thằng này vô nghiệm, bỏ luôn đúng không? Có hai nghiệm đơn thôi. Vậy thì các bạn có hai điểm cực trị, đáp án D. Cả lớp comment cho thầy một câu là gì? F phẩy x có n nghiệm đơn, có n nghiệm đơn thì fx có n điểm cực trị, nhớ chưa? Comment cho thầy câu này để các bạn nhớ là một điểm chạm nữa đến kiến thức. Comment để nhớ bài f(x) bằng 0 có bao nhiêu nghiệm đơn thì fx có bấy nhiêu điểm cực trị. Nào, hãy comment để các bạn nhớ nhá. Thấy chưa? Nghiệm đơn là gì? Nó xuất hiện một lần rồi, x bằng 1 và x bằng -3 đây này, các bạn thấy không? Có hai nghiệm thôi. Chứ nghiệm này là nghiệm kép thì các bạn thấy ngay là không ổn rồi. Rồi nhớ nhá, chứ không cần đi đi lập bảng biến thiên làm cái gì cả, nó rất là mệt, được chưa? Rồi có bao nhiêu nghiệm đơn bấy nhiêu điểm của chị. Ok, rất tốt, comment rồi. Câu 26. Log 8 của A cộng log 4 của B bình phương bằng 5. Log 4 của A bình cộng log 8 của B bằng 8. Giá trị A trên B bao nhiêu? Ồ, các bạn nhìn cái cơ số bài này mình đánh giá qua một tí là có cơ số 4 và cơ số 8. Đúng không? Thì bây giờ có cơ số 4 và 8 thì các bạn sẽ đưa về cơ số 2. Thì log ở đây là log 8 ấy, là bằng 2 mũ 3 của A. Cộng cả 4 ấy, là log của 2 mũ mấy? 2 mũ 2 của B bình phương bằng số 5. Tương tự này, 4 cũng mà đưa về cơ số 2 được đúng không em? Là log 2 của 2. A bình phương. Cộng với cả log 8 của B. 8 là bằng 2 mũ mấy? 2 mũ 3 của B bằng 7. Và đến đây chúng ta sẽ giải ra thôi. Vứt 3 này ra ngoài, nó nằm ở dưới mẫu là 1 phần 3 log 2 của 3 thôi. 2 của A. Cộng 2 với 2 vứt ra ngoài nó rút gọn nhau luôn là còn log 2 của B bằng 5. Và 2 với 2 rút gọn hết còn log 2 của A thôi. Và cộng 3 vứt ra ngoài là 1 phần 3 nhân log 2 của B có đúng không? Bằng 7. Và đến đây các bạn thấy đây là một hệ phương trình không? Đấy, hệ phương trình không? Nào, 1, 9, 1, 2, 1 phần 3 này, 1 này, 5 này, 1 này, 1 phần 3 và 7. Vậy thì log A, log 2 của A của chúng ta là bằng số 6 và log 2 của B là bằng số 3. Được chưa nhỉ? Vậy đến đây dễ rồi, dễ rồi. Vậy thì A của các bạn là bằng 2 mũ 6 và B các bạn là bằng 2 mũ 3. Vậy thì suy ra A trên B các bạn ấy là bằng 2 mũ 6 chia cho 2 mũ 3 thôi là bằng 2 mũ 3 là số 8. Đáp án cần chọn là C. Được chưa các em? Đáp án C. Rồi. Đáp án C. Nha. Thầy bảo có khó đâu. Thế mà các bạn mà đi dưới dưới 5 điểm có chết không? Nào, bây giờ thầy sang câu 27 các em nhá. 27. 27. Cho hàm số y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng c cộng d về ABCD của R có đồ thị nhìn vẽ bên. Trong các hệ số ABCD có bao nhiêu hệ số dương? Thì cái câu này năm ngoái đề 2020 nó cũng có cho các bạn này. Có nhá. Có một câu như này nhá. À, cho thầy xin lên câu 27. 27 thầy thấy có Việt Hoàng ra được B rồi này. Tốt. Thì bây giờ chúng ta sẽ toán. Này, có nhá. Hệ số là gì? Thứ nhất, cách tìm hệ số các bạn nhìn này, mẹo, chú ý cái mẹo nhìn hệ số. Nhìn hệ số hàm bậc 3. Hàm bậc 3. Thứ nhất, các bạn nhìn này, nghe kỹ nhá. Thứ nhất là hệ số A là các bạn nhìn bên phải ngoài cùng. Ngoài cùng. Thì luôn cùng dấu với hệ số A. Cùng A. Đấy, cùng dấu với hệ số A. Các bạn thấy chỗ này này,
cái phản ứng thay thế đô thị đi xuống không? Đi xuống như này các bạn sẽ thấy là A các bạn như nào đây? A âm. A âm. Thứ hai các bạn nhìn ra được cái hệ số D của chúng ta. D ấy, là các bạn nhìn vào giao điểm với OI. Em ơi, giao điểm OI là gì? Là OI đây này. Tại điểm này là x bằng 0 thì y bằng D, x bằng 0. Thấy không? Y bằng 0, y bằng D luôn. Vậy đấy các bạn thấy cái D nằm ở trên OX rồi, nó phần dương em nhá. D lớn hơn 0. Rồi, thứ ba các bạn nhìn vào nhìn ra B và C là như nào? Thì các bạn nhìn vào hai điểm cử trị. Cử trị, nếu như x1 cộng x2 của em nó lớn hơn 0 bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng là trừ đi 2B trên 3A. Thì các bạn sẽ suy ra được B nếu như các bạn biết A. Được chưa? Ví dụ câu này các bạn nhìn hai điểm cử trị, một điểm là bằng 0, một điểm nữa là bằng một giá trị nào đó, đây là x2, đây là x1 bằng 0. Vậy thì x1 cộng x2 bằng 0, tức là x1 cộng x2 là một số dương chưa? Không, mà một số dương bên này. Thì ở đây hai điểm cử trị là trừ 2b trên 3a các bạn, nó đang lớn hơn 0. Mà a các bạn ý, nó là số âm. Vậy âm với âm chỗ này thành dương rồi, vậy b các bạn sẽ thành lớn hơn 0. Được chưa? Đến thằng C là x1 nhân x2 các bạn, nó sẽ bằng là C trên 3A. Được chưa? Thì suy ra được C nếu các bạn biết A. Thì ở đây A của các bạn là bị âm rồi. Vậy C các bạn như nào? À, âm. À, bằng 0 chứ. Rồi, thì bây giờ các bạn thấy này, một nghiệm bằng 0, một nghiệm là bằng x2, thì hai thằng nghiệm này nhân với nhau bằng số 0. Đúng không? Vậy suy ra C bằng 0. Xong. Vậy bài này các bạn sẽ có hai cái thằng dương là thằng B và thằng D. Vậy đáp án cần chọn là B. Được chưa nhờ? Các bạn đã hiểu cái lý thuyết này chưa? Nếu các bạn hiểu rồi các bạn comment là em đã hiểu nhá. Nha. Hiểu chưa? Hiểu rồi các bạn comment là em đã hiểu. Được chưa? Cái trừ b na ở đây này, nó là cái điểm cực trị, các bạn y phải thằng này ra là 3ax bình phương cộng 2bx cộng c đúng không? Thì hai điểm cực trị chúng ta là trừ 2b chia cho aa với là trừ c, à, c trên 3a. Rồi đến ai chia sẻ về các bạn chia sẻ về thật nhanh nhá. Rồi. Rất tốt. Câu tiếp theo, câu 28, 28 rồi. Bao nhiêu giá trị nguyên của x thỏa mãn bất phương trình này? Đã bất phương trình loga, cái mà các bạn không được quên nó là điều kiện. Được không? Nó là điều kiện. Điều kiện đây là gì? Hiện nên là gì? Nhất là 2 trừ x trong loga phải lớn hơn 0. Thứ hai là trừ x bình cộng 4x trừ 3 các bạn cũng phải lớn hơn 0. Đoạn này các bạn giải nó là mũi thôi. X nhỏ hơn 2 là 1 này. Ở đây là chúng ta sẽ có nghiệm là bằng 1 và bằng 3. Trong trái ngoài cùng thôi. Vậy x đi từ 1 đến 3. Đúng không? Vậy kết hợp lại thì các bạn sẽ có là x các bạn lớn hơn 1 và x nhỏ hơn 2. Ồ, vậy điều kiện là x đi từ 1 đến 2 rồi. Thì làm gì có nghiệm nguyên nào ở giữa, không cần giải câu này. Đáp án D luôn. Không cần giải. Bởi vì làm gì có nghiệm nguyên ở giữa. Làm D có nghiệm nguyên. Hiểu chưa? Nhá. Để câu này có chết đâu. Nhiều bạn là cứ đi mà giải cắm đâu vào giải đoạn này. Sao không quên, không làm điều kiện. Thế là mất điểm. Thế có chết đâu. Nhá. Thì có chết đâu. Rồi. Thế sang câu 29 là các bạn đi tabale phát là xong. Nào tabale. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Tabale phát là xong. X mũ 3 trừ 3x bình phương. Cộng 3 đúng không? Lớn nhất trên đoạn từ 1 đến 3 thôi. 1 đến 3. 1 này 3. Công thức là n trừ sát chia 20. 3 trừ 1 chia 20 thôi. Để các bạn xem lớn nhất và nhỏ nhất đúng không? Mình thấy là 1 lớn nhất này. 1 lớn nhất rồi. 3 lớn nhất. À, số 3 lớn nhất. Vậy xem số nhỏ nhất nhá. Nhỏ nhất của mình thấy là trừ 1 đây này kem này. Rồi, vậy thì 3 cộng với cả trừ 1 nó là bằng số 2. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Rồi, các bạn đi tabla bắt là xong. Đúng không? Rồi. Câu 30. 30. Bác bảo tàng cái gì? Bọn mình nói cái gì ấy? Thế không hiểu. Đó là ABC vuông cân tại đỉnh A. Vuông cân tại đỉnh A nhá. Rồi, vuông cân tại đỉnh A. ABC.
Đặt dây đi à? Cạnh huyền là bằng 2. Cạnh huyền là 2 rồi. BC là 2 rồi. Quay tam giác này xung quanh BC. À, quay xung quanh BC. Quay xung quanh BC. Các bạn hiểu ý tưởng không? Quay sang bên này. Đó. Cần. Ok. Đây là alpha. Được chưa nhỉ? Thì các bạn tạo ra một khối tròn xoay có thể tích bao nhiêu? À, cái khối này là hai khối nón thôi. Có gì đâu. Khối nón. Hai khối nón, có nón trên và nón dưới. Mà hai khối này nó bằng nhau. Bởi vì tam giác vuông cân mà các em. Vuông cân. Vậy thì thế khối nón ấy. V bằng bao nhiêu? Thế khối nón là 1 phần 3. H nhân PR bình phương. Nhưng vì đây là hai khối nón, các bạn nhân lên số 2 vào thầy. Được chưa? Là 2 phần 3 nhé. H. Chiều cao ở chỗ này bằng bao nhiêu? Bởi vì tam giác vuông cân khi các bạn hạ vuông góc như này xuống thì rõ ràng nó rơi vào trung điểm của BC luôn, đúng không? Mà BC bằng 2 nên suy ra cái đoạn BO này chẳng hạn như thế, nó còn là số 1 thôi, một nửa thôi. Nhân PR, R là thằng AO này. AO bao nhiêu? Trong một tam giác vuông thì đường trung tuyến là AO, đúng không? Bằng một nửa cạnh huyền. Tức là AO cũng bằng một nửa BC thôi, cũng là bằng số 1 nốt. Kết quả là 2 phần 3 pi thôi. Để kết thúc bài toán đáp án C nhé. Đáp án C. Rồi. Lên cũng được. Rồi, tiếp tục nhá. Câu 31. 31. Cho hình hộp đứng A, B, C, D, A phải B phải C phải D phải. Có A, B bằng A nhỏ, A, D bằng A nhỏ, B, D bằng A căn 3. Góc tạo bởi giữa A, B phải và mặt phẳng A, B, C, D bằng 60 độ. Thì thể tích của chóp. Của chóp này. Thì mấy câu hình ấy, nhiều bạn hơi sợ, thầy sẽ để mấy câu hình ở cuối nhá. Nhá, mấy câu hình ở cuối nhá. Mặc dù nó dễ thôi, nhưng mà nhiều bạn sợ ấy, nên thầy sẽ để cuối. Câu 32, số đường tiệm cận của đồ thị này là cái gì? Có bao nhiêu bạn comment được câu 31 phết này? Để chữ luôn nhá. Chữ luôn nhá. Hộp đứng. Ôi giời, đơn giản, đúng không? Comment được thì sẽ chữ luôn. Câu mức độ 6 điểm thôi, không có. Rồi, A phẩy này, A này, B này, C, D, D phẩy, C phẩy, D phẩy đúng không? AB người ta cho bạn bằng A nhỏ, AD bằng 2A nhỏ, BD chúng ta, chỗ này là bằng A căn 3, đây là 2A nhỏ, đây là căn 3. Căn 3 ở đây à? Ô, tam giác vuông này, tam giác vuông này, tam giác vuông này. Em có thấy không? Tam giác vuông ở đây không? Vì 3 cộng 1 là 4, căn 4 là 2 không? Đấy, tam giác vuông ở đây. Được chưa? Và góc giữa AB phẩy với cả mặt đáy là bằng 60 độ. Đấy. AB phẩy và đáy. Này góc này AB phẩy A và đáy này. Nối vào chân đường cao là B thôi. Các bạn đây. Này 6 sợi. Vậy đường cao các bạn chỗ này. H của nó ấy, nó bằng là BB phẩy. BB phẩy là cạnh đối so góc này rồi. AB là kề. Đối với kề dùng tang thôi. Tang của góc B phẩy AB. Nhấn cả AB thôi. Tan 60 độ là căn 3. AB các bạn là A nhỏ, xong đường cao. Tính đáy. Đáy các bạn có góc vuông ở đây rồi, đúng không? Vậy các bạn tính diện tích thằng này. Lấy hai tam giác này cộng với nhau là xong. Là hai lần này. Nhân với cả. Chỗ này là 1 phần 2. Tích hai cái góc vuông là A nhân với cả A căn 3. Kết quả các bạn là A bình nhân căn 3. Vậy thể tích của cái hộp là bằng chiều cao nhân dĩ đáy. Căn 3A nhân với cả căn 3A bình phương. Kết quả là 3A. Ô. Chết rồi, lộn. BD à? 2A. Căn 3. Ô. À, thể tích của người ta không hỏi khối hộp mà khối tích của khối gì? D phẩy ABC. À, phải nhân lên 1 phần 3 nữa. 1 phần 3 nữa. 1 phần 3 chiều cao dĩ đáy nữa. Đúng không? Kết quả là bằng A mũ 3 thôi. Ừ, đáp án C. Được chưa? Chop. Đây là chop nhé. Đấy, mình tính khối hộp. Ok, D phẩy. Thì chiều cao ở đây thôi. Đấy. Nhân dĩ đáy thôi. Xong phim. Được chưa? Rồi. Thì không phải diện tích hình chữ nhật đâu. Nhiều bạn sẽ bị nhầm ấy là lấy A nhân cả 2A là chết dở này. Bởi vì sao? Các bạn chú ý đây không phải tam giác vuông hình vuông tại A đâu, mà hình đang trụ A, 2A và 3A. Các bạn Pythagore mà xem thì có phải là cái thằng AB bình phương cộng với cả BD bình phương ấy nó bằng thằng AD bình phương không? Đúng không? Vậy tam giác này phải là vuông cạnh cạnh huyền là AD thì cạnh góc vuông các bạn phải tại B.
Hiểu chưa? Không, các bạn bị nhầm đấy. Đấy. Thì tao có đảo. Rồi. Kết thúc nha. Nhiều bạn bị nhầm lắm. Chết con này lắm. Mặc định luôn đây là góc vuông, có chết không? Có buồn không? Rồi 32. Số tiệm cận của đồ thị hàm số này là gì? Thì bạn sẽ cho con này là có tiệm cận đứng là chết giờ này. Trước khi làm tiệm cận, nếu mà bài toán có căn, các bạn hãy đi tìm điều kiện cho thầy là 4 chủ đích bình phương. Thì trong căn phải lớn hơn không? Đúng không? Lớn bằng không thì tương đương ở đây x các bạn sẽ đi từ trừ 2 đến 2. Hãy đi từ trừ 2 đến 2 thì không có tiệm cận ngang rồi, suy ra không có tiệm cận ngang. Bởi vì tiệm cận ngang ấy là phải có x tiến tới âm vô cực và x tiến tới dương vô cực cơ. Mà tiệm cận đứng nếu bình thường các bạn giải là nghiệm ở dưới mẫu là x bằng trừ 3. Nhưng trừ 3 nó không nằm trong đoạn trừ 2 đến 2. Nên không có đứng cũng không có ngang luôn. Đúng không? Vậy đáp án cần chọn là C. Không có đứng không có ngang. Đáp án C. Bạn nào chọn một là A là sai ngay đấy nhá. 32 phải là C. Chết chưa? Không có. Rồi. Câu 33. Tích phân từ 0 đến 2 của x nhân e mũ x bình phương nhân x. Đặt u bằng x bình phương thì tích phân từ 0 đến 2 của x nhân e mũ x bình phương bằng bao nhiêu? Dễ thôi. Đặt ra ngay vi phân ra một cái. DU các bạn nó bằng là 2x. Đạo hàm x là x bình là 2x nhân dx thôi. Đúng không? Thì thay thế vào đây này. Đổi cận nhé. X bằng 0. Các bạn thay vào đây. Thì u bằng 0. X bằng 2 các bạn thay vào đây. 2 bình là 4. U bằng 4 thôi. Được chưa? Thì x nhân dx ở đây của các bạn này. Nó bằng là DU trên 2. Ở chỗ này là e mũ x bình là e mũ u nhân với cả x nhân dx là bằng du trên 2. Rồi, du trên 2. Vậy đáp án cần chọn ở đây là đáp án D. E u nhân du vứt 1 phần 2 ra ngoài. Đáp án D. 33D nhá. Rồi, rất nhiều bạn đúng rồi đây này. Good job. Đúng rồi. Rồi, ta đã suy luận thầy. Tổng nghiệm của bậc phương trình là gì? Con này chẳng ai đi dở hơi đi đi đặt ẩn phụ làm gì cả. Bấm máy tính luôn. Bởi vì bấm máy tính con này rất là nhanh. Là con này đáp án gì nào? Bấm máy tính thì rất là dễ. Các bạn thử luôn. Bởi vì cái bất phương trình nó cho sẵn đáp án rồi. Chẳng tội gì mình đi giải cả. Còn đi mà đi giải thôi. Nha. Trừ 3. Các bạn thấy số ơi, phải lớn hơn không đúng không? Cái nguyên tắc thay đáp án ấy. Nguyên tắc thay đáp án. Thay đáp án này. Phải từ đáp án rộng đến hẹp, nhớ chưa? Rộng nhất là thằng nào? Rộng nhất là thằng 0 này, có số 0 này. Thay thử số 0 vào đây một cái. Nó ra bằng 0 là sai rồi, mình đang cần là lớn hơn 0 cơ. A sai, B là lớn hơn 0 một tí nhá. Thì thử cái đáp án 0,5 đi. 0,5 thì nằm trong B nhưng không nằm trong C và D. Thay thử xem thỏa mãn không? 0,5. Ồ, ra số dương này các em này, ra số dương, dương là thỏa mãn. Đáp án B luôn, không phải nghĩ ngợi. Đấy, nó rộng hơn các đáp án khác thì mình chọn. Thấy chưa? Việc B sai thì các bạn thử C và D. Đấy, rất đơn giản, can hai phát là ra cái đáp án, cần gì phải giải đâu. Nguyên tắc thay đáp án nào, các bạn comment thầy một câu khi thay đáp án thì thay từ rộng đến hẹp, thay từ rộng đến hẹp nào. Comment thầy câu này, tạo điểm chạm lần nữa, comment thay đáp án thì thay từ rộng đến hẹp. Từ rộng đến hẹp. Được chưa? Rồi, các bạn nhớ comment các bạn mới nhớ được. Nhớ được bài. 35. Mình chọn sang cái phần 7 điểm. Bây giờ chạm vào mức 7 điểm rồi. Hàm số này nghịch biến đi khoảng nào? Đây là hàm ẩn đúng không? Tôi cho các bạn là fx có bảng đạo hàm của x và f với x như hình vẽ. Người ta hỏi các bạn là khoảng nghịch biến của hàm số này là gì? Nghịch biến của hàm số thì ghi đề bài là y bằng 2 nhân f của 1 chữ x. Đó đi đạo hàm thôi. U phẩy đạo hàm là u nhân u phẩy. 1 chữ x đạo hàm là trừ 1 thôi. Nhân f phẩy của 1 chữ x. Thì xét dấu nhé, cho bằng 0. Các bạn sẽ có những nghiệm là gì này? Thì f phẩy khi nào nó bằng 0? Hệ số 2 trừ 2 là 0 nó làm gì rồi? Hệ số này khi nào bằng 0? À, hệ số này bằng 0 khi nào? Thì khi thằng 1 chữ x này này của các bạn phải bằng những số nào? Không. Đúng không? Bằng không. Bằng mấy nữa? À, bằng một chứ, xin lỗi. Bằng một. Bằng hai. Nhưng mà những nghiệm kép các bạn đừng nên cho vào. Mặc dù nó hai là thỏa mãn đấy, nhưng mà nghiệm kép này này không bị đảo dấu đừng cho vào. Nó thừa thãi ra. Nghiệm tiếp theo là nghiệm 3. Để cái cách để làm nhanh hơn. 4. Con số 4.
Và đến đây các bạn sẽ x thôi. X các bạn bằng 0 này. X các bạn bằng trừ 2 này. À, và x các bạn bằng bao nhiêu? Trừ 3. Ok chưa nhỉ? Vậy bảng biến thiên như sau. X f phẩy x y phẩy y nhé. Nào, trắc nghiệm từ trừ 3 này, trừ 2 này và 0, dư vô cực ở đây. Trắc nghiệm này bằng 0 rồi. Thế bây giờ mình xét dấu của nó này. Từ 0 đến dư vô cực, em mới biết nó là âm hay dương ấy. Cách làm rất đơn giản, em thay thôi. Ví dụ từ 0 đến dư vô cực, em thay số 1 chẳng hạn đấy. Thế bằng 1 vào đây, đúng không? Thế 1 vào đây và y phẩy chỗ này này. Để biết y phẩy nó âm hay dương. 1 vào đây, 1 trừ 1 bằng 0, tức là f phẩy tại 0. F phẩy tại 0 ở đây là số gì? Số âm. Đấy, nó âm. Vậy đây là âm rồi. Âm và âm lần trước là thành dương. Dương nhân 2 là số dương rồi. Đan dấu thôi, cộng rồi đến trừ, rồi đến cộng, rồi đến trừ. Đấy, có nghiệm đơn thì các bạn đan dấu. Xuống này, lên này, xuống và lên. Vậy đến đây hàm số nghịch biến trên cái khoảng nào? À, nghịch biến trên khoảng từ âm vô cực đến trừ 3 và từ trừ 2 đến 0. Đáp án cần chọn là B. Nhá, là B. Rồi. Ok chưa? Đấy. Rất dễ. Đúng không? Rất dễ. Ba sáu. Ba sáu. Ba sáu ở đây tích phân từ 1 đến 2 của fx nhân x bằng 3. Tích phân từ 0 đến 2 của f 5x cộng 2 nhân x bằng 3. Và tích phân 1 đến 12 của fx nhân x là gì? Người ta đang hỏi các bạn tích phân từ 1 đến 12. Nhưng mà cái hàm ở trong này này, nó không phải là hàm x, đúng không? Thì mình phải biến đổi nó ra. F của bao nhiêu? 5x cộng 2 nhân x. Thì mình phải đặt thôi, ẩn phụ thôi. Cái thằng 5x cộng 2 này, nó dòng chữ t đi. Để ra như thằng này thôi. Thì vi phân 5x đạo hàm là 5 nhân dx bằng dt. Vậy tương đương ở đây các bạn sẽ có dx của kem, nó bằng dt trên 5. Vậy mình thay vào đây một cái, thì gọi con này con y đi. Bằng y các bạn sẽ bằng tích phân, đổi cận nhé, x bằng 0 thay vào đây. 0 cộng 2 là 2 thôi. X bằng 2 thay vào đây, 5 nhân 2 là 10, 10 cộng 2 là 12. Đúng không? 12. F của gì? F của t. Nhân với cả dx của chúng ta là bằng gì? Dt trên 5. Rồi, bằng 1 phần 5 này. Đúng không? Tích phân từ 2 đến 12 ft dt. Mà ft dt cũng chính là fx dx đấy. Như fx dx. Tích phân ấy cận nó giống nhau, nhưng cái hàm nó giống nhau. Hàm tên biến nó khác nhau mà cận giống nhau thì kết quả nó giống nhau. Nhớ chưa? Thì nó bằng số 3 để bài yêu cầu. Như cho sẵn này, bằng số 3. Vậy tích phân từ 2 đến 12 của fx nhân dx bằng bao nhiêu? 3 nhân 5 là 15. Được chưa? 15. Vậy thì tích phân từ 1 đến 12 thì bản chất các bạn tách ra là tích phân từ 1 đến 2 cũng là tích phân từ 2 đến 12. Thì 1 đến 2 của mình là bằng số mấy? Số 3 rồi. 2 đến 12 của mình là bằng 15. Vậy chỗ này cộng với nhau là bằng 18. Đáp án A. Đáp án A. Đấy. Lê Hữu Hưng. Lê Hữu Hưng thay đáp án từ rộng đến hẹo là như nào? Đến hẹp, không phải đến hẹo. Trời ơi. Thay đáp án đến hẹo thì làm ăn gì nữa? Gõ cho cẩn thận. Rồi, 36. A nhá. Ừ. Đối cận, con này cơ bản thôi. Mức độ 7 điểm thôi. Rồi, câu tiếp theo này, câu 37. À, lại khoảng cách thôi, cái câu hình thầy để cuối nhá. Khoảng cách giữa hai dòng chéo nhau. Về sau thì thầy sẽ dạy tiếp cho các bạn cái phương pháp cách để bấm máy tính. Thì ra được câu này. Rồi. À, bây giờ câu 38. Câu 38. Bây giờ câu 38 thầy dạy các bạn cách xử lý nhá. Thì m để hàm số 1 phần 3 x mũ 3 trừ đi m trừ 1 nhân với cả x bình phương cộng m bình trừ 2m trừ 3 nhân x cộng m bình cộng m nghịch biến trên khoảng từ trừ 1 đến 1. Nhiều bạn nhìn cái câu nó toàn m này sợ bỏ luôn. Nhiều bạn đang đun câu này lắm. Trong khi câu này là một câu nó cho điểm các bạn này. Câu cho điểm này. Đấy. Thế mà mình lại để phí. Thực ra là bạn nào mà đã xem các live stream trước của thầy. Em thầy hack câu này rất nhiều rồi. Bây giờ thầy hack cho bạn xem nhé. Hack này. Rất là nhanh. Ở đây các bạn sẽ muốn biết nghịch biến hay đồng biến ấy, thì các bạn sẽ phải đạo hàm y phẩy bằng bao nhiêu? Là x bình phương luôn. Trừ đi 2 m trừ 1 nhân x. Cộng với cả m bình. Trừ 2 m. Trừ 3 đúng không? Thì các bạn nhìn ở đây y phẩy bình thường các bạn cho y phẩy bằng 0. Xem cái điểm cực trị các bạn là như thế nào. Thì bây giờ điểm cực trị cách làm ấy
cách đề ra điểm của chị này thì nhá, 1, 9, 2, 2 giải phương trình bậc 2. Các bạn hãy hack cho thầy là cho cái m bằng 100, cho cái m bằng 100. Đấy, bây giờ các bạn nhìn nhá, 1 này trừ 2 nhân cả 100 trừ 1 này, đúng không? Ở chỗ này là m bình là 100 bình phương trừ 2 nhân 100 trừ 3, đúng không? Bằng nghiệm các bạn là 101 và 97. 101 và 97 là gì đây? Thì các bạn phải thấy tương đương tích, các bạn sẽ bằng 101 ấy là bằng 100 cộng 1, mà mình vừa cho m 100 đúng không? Kết quả sẽ là m cộng 1. Tích các bạn bằng bao nhiêu nữa? 97 đó chính là 100 trừ mấy? Trừ 3. Mà 100 là m rồi, trừ 3. Xong. Hai của chị. Được chưa? Hai của chị. Ok chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên như này. X này, y phẩy này, y này. Âm vô cực, dương vô cực. Ở đây chúng ta sẽ có là m trừ 3 và m cộng 1. Thì bây giờ các bạn sẽ có hai nghiệm y phẩy ở đây rồi. Được chưa? Bằng không. Xét dấu thôi, hệ số A là bằng 1 này. Phải cùng dấu với A, thân dấu âm, dương. Lên này, xuống này, lên. Đấy, các bạn thấy nghịch biến trên đây chưa? Nghịch biến đây rồi. Nhưng chúng ta đang cần đấy là nghịch biến trên cái khoảng từ đâu? Từ trừ 1 đến 1. À, trừ 1 đến 1 phải nằm ở đây. Còn nằm trùng luôn vào đây. Đúng không? Đấy, thì nó mới nghịch biến được. Đi xuống được như này. Đấy, chứ còn nằm bên ngoài thì không thể nghịch biến được. Nó phải nằm bên trong. Khoảng trừ 1 đến 1 nằm bên trong. Vậy thì ta nói để hàm số này nghịch biến được trên cái khoảng từ trừ 1 đến 1 thì suy ra ấy, cái thằng trừ 1 này này, nó phải lớn hơn cái thằng m trừ 3. Lớn hơn m trừ 3 và có thể bằng luôn, trùng luôn vào, bởi vì hai thằng đều là ngoặc tròn thôi. Ok chưa? Trùng nhau được. Và cái thằng 1 nó phải nhỏ hơn m cộng 1. M cộng 1 và cũng thể bằng luôn. Bởi vì sao? Hai thằng đều ngoặc tròn. Vậy đến đây các bạn ra m thôi. M các bạn ấy nó sẽ nhỏ nó bằng số 2. Và m các bạn sẽ lớn bằng số 0. Tức là m các bạn đi từ 0 đến 2. Vậy các bạn sẽ có các giá trị nguyên là 0, 1 và 2, ba giá trị đáp án B. Ok, hết bài. Hết bài. Các bạn có thấy cái phương pháp này nó đỉnh không? Nếu mà các bạn là bình thường thì mệt lắm. Có đỉnh không nào? Đỉnh thì comment một cái và thả tim ngay. Xây ngay về. Tạo một album riêng ra. Thì còn lưu lại những cái câu hỏi của thầy nhá. Rồi. Em lại lần nữa đi. Rồi, xong. 39. Một nhóm học sinh là 8 nữ và 4 nam xếp thành một nhóm học sinh thành một hàng dọc. Tính xác suất sao cho không có hai bạn nam nào đứng cạnh nhau. Tức là không cho hai bạn nam đứng cạnh nhau. Nam bây giờ chỉ ngồi cạnh nữ thôi, không ngồi cạnh nam. Thì cái phương pháp ấy để không đứng cạnh nhau, cái bài này này, cái bài xác suất kiểu này này, cái từ khóa là không được cạnh nhau. Bài toán sau đây, bài toán không đứng cạnh nhau, cạnh nhau. Thì cái phương pháp của nó là tạo khoảng trống, khoảng trống, phương pháp khoảng trống. Nào, phương pháp ở đây là gì? Các bạn comment thầy một câu để các bạn nhớ nhé. Không đứng cạnh nhau, tạo khoảng trống. Cả lớp cùng comment nào. Không đứng cạnh nhau, tạo khoảng trống. Nào comment. Không đứng cạnh nhau, tạo khoảng trống. Cả lớp cùng comment. Không đứng cạnh nhau, tạo khoảng trống. Mà tạo khoảng trống là cái gì tí nữa các bạn sẽ thấy phương pháp này rất là ảo. Mà rất là dễ hiểu luôn. Không đứng cạnh nhau, tạo khoảng trống. Thì các bạn dùng phương pháp là tạo trống. Không được cạnh nhau, tạo hoặc trống. Nào cả lớp comment các bạn mới nhớ được. Đúng không? Nào bây giờ khoảng trống như này này. Nam cạnh nhau đúng không? Tức là nó phải đang xen giữa cả 8 bạn nữ. Thì 8 bạn nữ như này nhá. Nữ này. Nữ như này đúng không? Đấy, 8 bạn nữ. Vẽ 8 bạn nữ cho em nhìn. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? 8 bạn nữ. Thì
tạo bạn nữ ở đây thì nam ấy khoảng trống ở đây là gì, có những khoảng trống như sau đây, khoảng trống thầy sẽ cho các bạn là chữ x gì x gì các khoảng trống thì muốn nam ấy mà không được cạnh nhau thì nam nó sẽ phải nằm ở trong các khoảng trống này, ví dụ bạn nam phải nằm ở hai dấu x gì này thì rõ ràng nam không được cạnh nhau không? Hoặc x gì này và x gì này thì cũng không được cạnh nhau không. Vậy thì các bạn cứ nhét bốn thằng nam vào trong bốn cái dấu x gì này được. Vậy thì cái số cách chọn ấy để ra học sinh nam là các bạn chọn ra bốn cái dấu x gì này. Trong mấy dấu x gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 cái khoảng trống là C4 của 9. Chọn 4 trong 9. Nhưng bốn bạn nam này sau khi các bạn nhét vào xong có thể đổi chỗ cho nhau thoải mái mà. Để cũng là sao vị trí mới. Đổi chỗ nhau là 4 giai thừa. Đúng chưa? Đấy. 4 giai thừa. Đây thầy đây. Tiếp tục này. Chưa hết là 8 bạn nữ này cũng có thể đổi chỗ nhau nữa đúng không em? 8 bạn nữ đổi chỗ nhau là mấy giai thừa? Là 8 giai thừa nữa. Được chưa? Vậy thì không gian mẫu của các bạn là đổi chỗ 12 đứa này cho nhau là 12 giai thừa đó, là tất cả các cách xảy ra. Vậy xác suất ở đây xảy ra PA là bằng NA trên cho N omega là xong. Vậy các bạn lấy hai thằng này chia cho nhau nhá. Chia nhau là gì? 9C4 nhân với cả 4 giai thừa. Nhân với cả 9 giai 8 giai thừa. Rồi chia cho 12 giai thừa. Bằng một cái kết quả là 14/55 đáp án C. Không chưa? Xong, đấy là phương pháp khoảng trống. Nhớ nhá. Hay không? Thì cái phương pháp đó hay không? Chọn 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 phát là xong. Vẽ đây là chuẩn mà, nữ thì ký hiệu như này rồi còn gì nữa. Nam là ký hiệu như này. Các bạn đã bảo thầy vẽ xấu không phải. Nam mà vẽ như này đúng không? Cái nữ là như này đúng không? Đấy. Đố bạn biết tại sao nam lại ký hiệu như này đấy, nữ lại ký hiệu như này đấy, nào đố biết đấy, nam ký hiệu như này đúng không? Chúng ta mới trong giai thừa, chúng ta mới là ấn shift này, này và nút này này, nút x này này, ta giai thừa shift với nút giai thừa ở đây, ôi magic luôn, có khoảng trống. Các bạn chưa học phương pháp này đúng không? Và trong cái khóa tổng ôn và luyện đề thầy sẽ dạy các bạn cái này nha, nhiều phương pháp nữa cơ, nhiều lắm. Để các bạn làm bài nó dễ nhất. Đấy. Ngày xưa ấy thầy 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 cũng nghĩ như nhiều bạn đang nghĩ đây thôi. Thầy cũng nghĩ nó giống cái này thôi. Đấy, nhưng thực ra là không phải. Cái này ấy là gì? Cái này là cái khiên này, còn cái này là cái giáo tượng cho nam. Còn nữ ấy nó cũng không phải là nó chia chia như các bạn nghĩ đâu. Mà đây là cái gương. Đó, và đây là cái lược. Cái ngang này coi cái gương với cái lược. Nhớ chưa? Khiên giáo, đây là gương với lược. Chứ không phải như như mình nghĩ là ấy đâu. Ngày xưa là thầy cũng nghĩ như thế, sau khi tìm hiểu thì mới biết. Nhá, nhiều đứa bậy bạ lắm. Thì là cái giống thầy. Nào. Bây giờ mình sang 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 câu 40 nhá. Câu 40. Bây giờ này, câu 40. Ông A có số tiền là 100 triệu đồng và ông gửi tiết kiệm. Nào đứng, đứng, đưa đây đấy. 100 triệu đồng gửi tiết kiệm theo thể thức lãi kép. Có hai loại kỳ hạn là kỳ hạn 12 tháng với lãi suất là 12% một năm. Và loại kỳ hạn là 1 tháng với lãi suất là 1% một tháng. Ông ấy muốn gửi 10 năm. Các anh chị kết luận nào sau đây hiện đúng? À, tính số tiền nào nhiều hơn đúng không? Loại nào vì nó lãi nhiều hơn thì bây giờ mình tính lãi kép thôi, S1 đi. Rồi hình thức số 1 nhá. Công thức lãi kép là A nhân 1 cộng R tất cả mũ N thôi. A bạn là gì? A là 100 triệu đồng thôi. Nhân 1 cộng R, R là bao nhiêu? 12% này. Đúng không? R1 và N1 đi. Mũ bao nhiêu? À, 10 10 năm mà. Mũ 10, bởi vì cái kỳ hạn là kỳ hạn theo 1 năm, đúng không? 12 tháng. Rồi, S2 của chúng ta là A nhân 1 cộng R2. N2 thì vẫn là 100 triệu đồng thôi. 1 cộng R, R lúc này là bao nhiêu phần trăm? 1%. Nhưng mà vì nó đang gửi theo gì? Kỳ hạn là 1 tháng. Mà 10 năm ấy, tức là 120 tháng. Được chưa? Vậy các bạn lấy hai cái số này trừ nhau là biết là mình gửi như nào. Thằng nào lãi hơn? 100 này nhân 1 cộng 1%. Mũ 120 nhá. Gửi lấy thằng sau trường trước. 100 nhân 1 cộng 12%.
mũ 10 đi, bằng một cái. Kết quả là 19,45 triệu. Tức là cái S2 ấy, nó lớn hơn S1, đúng không? Là 145 triệu. Đấy. Vậy thì gửi một tháng kết quả nhiều hơn một năm là 19,45 triệu, đáp án B. Nhiều hơn. Xong luôn. Rồi. Ok chưa? Nhìn trông tưởng giống nhau nhưng nó không giống nhau đâu nha. Trông tưởng là thế nhưng không như thế. Nhiều bạn sẽ chọn đáp án A. Nhiều lắm. Các bạn phải tính toán nó ra mới biết được, bởi vì nó là lãi kép. Đó, lãi kép. Ở câu tiếp theo. Không phải lãi đơn. 41. Ui, có thế. Tính giá trị biểu thức. Tính giá trị biểu thức. FA bằng A mũ trừ 1 phần 3 nhân căn bậc 3 của A trừ đi căn bậc 3 của A mũ 4 chia cho A mũ 1 phần 8 nhân căn bậc 8 của A mũ 3 trừ đi căn bậc 8 của A mũ trừ 1. Ui, to thế. Tính M bằng F của 221 mũ 220. Ui rồi, bài này nó cố tình nó cho mình như này. Không bấm máy tính được này. Hay ở đây bấm máy tính không được luôn. Rồi, thầy sẽ dạy các bạn hack câu này nhé. Không cần phải đụng đến tay luôn, dùng máy tính mà tính. Thì vì nó mũ nó to quá nên các bạn sẽ phải dùng một phương pháp trong trắc nghiệm, đó là phương pháp đổi quy luật. Nào các bạn nhớ này, khi mà số to quá, số to, hãy đổi quy luật đáp án. Đổi quy luật đáp án. Đáp án. Nhớ chưa? Số to các bạn hãy đưa về số bé. Đưa về số bé. Ví dụ thay đổi như sau nhé. Cái thằng 221 này này, thì cho là số 11 thôi. Là 11 thôi. 11 thôi. Có thể quy với 11. Vậy thì 2020 của chúng ta nó nhỏ hơn một đơn vị, đó là số mấy? Số 10. Đúng không? Nó được số 10. Ok chưa? Ví dụ đây là sẽ đổi đáp án này là 1 trừ đi 221 là 11 đấy. 220 là 10 này. Được chưa? Kết quả phải ra như thế. Thằng này là 11 mũ 10 trừ 1 này. Thằng này là 11 này. À 1010, 1010 bằng một nửa 2020. Một nửa của số 10 là số mấy? Là số 5 em nhé. 11. Tương tự. Hay là trừ 11 mũ 10. À, mũ 10 là một nửa thằng này là con số 5 thôi. Mũ 5. Mũ 5 thôi, trừ 1. Ok, bấm máy tính thử này. Kết quả là số mấy? Luôn cần thì phải tính tay. X mũ trừ 1 phần 3. Ok. Rồi, nhân với cả căn bậc 3 của x trừ đi căn bậc 3 của x mũ 4. Được chưa? A mũ 1 phần 8 nhân với cả căn bậc 8 của x mũ 3 trừ đi căn bậc 8 của x mũ trừ 1. Rồi, ok, ăn can thôi. Can bao nhiêu? Can chỗ này là 2021 mũ 20 đúng không? Là 11 mũ máy, mũ 10. Ấn bằng cái. Kết quả ra trừ 161052. Trừ 161052. Ok, xem đáp án nào nhá. Nào, số âm rồi. Số âm này số dương bỏ này. Số dương bỏ này. Chỉ còn A với cả D thôi. D trước đã. Trừ 11 mũ 5. Trừ 1 thôi. Chuẩn luôn. Đáp án D. Xong. Khớp luôn này này. Hết bài. Có vi diệu không? Cả lớp cùng comment cho thầy. Số to đưa về số bé. Nào, cả lớp cùng comment. Số to đưa về số bé là xong. Có thấy ảo diệu chưa? Nào, hãy ghim cái câu nói này lại là cứ số to các bạn đưa về số bé các bạn làm. Ok chưa? Số to đưa về số bé. Được chưa? People, người ta cố tình chống mình đấy, người ta cố tình chống mình để không cho mình bấm máy tính, thì mình phải khôn, đúng không? Đấy gọi là phải khôn, chứ không ai gọi đấy là lươn cả nhé. Các bạn đừng gọi đấy là lươn, người ta gọi đấy là thông minh, hiểu không? Phải gọi là thông minh, không ai gọi là lươn cả. Đấy, nó chống mình như gì? Mình chống lại nó luôn, thế nó mới ảo. Trời ơi, ok chưa? Các bạn thấy có yêu thầy không? Nào, yêu thầy thì nói yêu thầy đi, yêu thầy đi. Điểm 8 cộng rồi.
Nào, có yêu thầy không? Có yêu thầy không? Các bạn thích đi vào số nào cũng được mà. 5, 6, 2, 3 đều được. Nhá, số nào cũng được. Nhớ chưa? Yêu thầy mà chẳng thấy thả tim thì cả, vào xem live không thả tim thì cả, có buồn không cơ chứ? Thả tim ngay. Rồi, câu tiếp theo 42. Cho hàm fx có đạo hàm f(x) bằng x trừ 1, sao lại em lớp thầy bậc 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 là cái gì? Bậc bậc là cái gì? Trời ơi. Con này tinh tinh thật. Em chỉ cần thêm 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 cái chữ h vào chữ bậc bậc của em rồi nó bậc bậc này. Em nó thì bậc bậc. Bây giờ thêm chữ h vào đây nữa là chết dở rồi, là người ta hiểu nhầm ngay đấy nhá. Không được, không được nha. Đừng có nói bậc bậc, hiểu nhầm chết. Rồi. Bây giờ có 42. Fx có f phẩy như này, hỏi có bao nhiêu điểm cực tiểu? Ách chà chà, ách chà chà. Vậy các bạn nhìn cái quy luật đấy ạ, thì cái ba cái số đầu tiên ạ, ba ba số đầu tiên, x này, f phẩy x này. Rồi, đây nghiệm 1, 2, 3 nhé. Rồi, nghiệm lẻ, thế nghiệm lẻ đó, bởi vì 3 và 2, 1 là được số lẻ. Mình nhìn quy luật này, hỗn hợp tí. Bên phải mình cùng một dấu với A là dương chưa? Bên phải cùng luôn dương. Hệ số A là 1 này, 1 này, 1 nhân với nhau là dương hết đúng không? Tan dấu âm, dương âm rồi. Các bạn đi xuống này, đi lên này, đi xuống đi lên. Nên cái số lẻ cuối cùng ấy, số lẻ cuối cùng. Số lẻ cuối cùng. Số lẻ cuối cùng. Cuối cùng. Đấy, nó là điểm cực tiểu. Tiểu. Vậy thì tương tự như thế, cái thằng x2021 này này, nó cũng là điểm cực tiểu. Được chưa? Nó là điểm cực tiểu. Nó cũng là số lẻ mà, đúng không? Vậy các bạn để ý một chút là một dãy số có bao nhiêu số lẻ, đây một dãy số có bao nhiêu số lẻ, dãy này có bao nhiêu số lẻ thì nó sẽ có bấy nhiêu điểm cực tiểu, 1, 3, 5, 7, 9 đúng không, nó điểm cực tiểu hết, cứ nghiệm lẻ là điểm cực tiểu, phải suy ra nghiệm lẻ là điểm cực tiểu luôn. Vậy thì từ 1 đến 2021 có bao nhiêu nghiệm lẻ, nhất là từ 1 đến 2020 ấy là có cả số chẵn số lẻ, các bạn chia thôi, 2020 chia 2 ra là có 1010 số chẵn và 1010 số lẻ. Thì cộng thêm cái đuôi số sau cuối cùng nữa. Nó là một thêm một nghiệm lẻ nữa cộng 1 nữa. Kết quả là 1011 đúng không? Vậy đáp án cần chọn là C. Được chưa? Là C. Đấy. Số nghiệm lẻ đó. Đếm từ 1 đến 21 bao nhiêu số lẻ là xong. Thế chắc. Rồi. Câu theo. Câu 43. 43. Câu này cũng là xương xương khó này. Bây giờ như này nhá, người ta hỏi các bạn là có bao nhiêu số thực dương m để tồn tại duy nhất một cặp số thực à, tồn tại duy nhất cặp số thực xy thỏa mãn log x bình cộng y bình cộng 2 của 4x cộng 4y cộng m bình trừ đi m trừ 5 lớn hơn bằng 1 và x trừ y cộng 2 trừ m bằng 0. Được chưa? Thì con này thì các bạn mũ lên thôi, mũ lên trong giải phương trình log là 4x cộng 4y cộng m bình trừ m trừ 5 lớn hơn hoặc bằng, mũ lên là x bình cộng y bình cộng 2. Được chưa? Để chuyển sang một vế là x bình này trừ 4x x bình trừ 4x y bình trừ 4y à, tức là nên đưa về hàng thức cho đẹp, cộng thêm 4 nữa hàng thức chưa, là x trừ 2 bình phương đấy, bạn thấy không, x trừ 2 tất cả bình phương đấy, cộng thêm nhé y bình này trừ 4y sang là trừ 4y, mà cộng thêm số 4 nó mới là hàm bằng thức y trừ 2 tất cả bình phương. Nhưng mà hệ số tự do của mình ấy đây là 2 này, chuyển 5 sang là 7, ở đây là 4 cộng 4 là 8 rồi, 8 trừ 1 mới là ra số 7 đúng không, nó mà nhỏ nó bằng cái thằng m bình trừ m, rồi thì chuyển về sang là m bình trừ m và cộng với số 1. Nhìn cái phương trình này nó rất là quen, phương trình rất là quen, các bạn thấy phương trình này là gì không, đây là phương trình của một hình tròn, hình tròn, đây là hình tròn, đây là hình tròn, đây không phải đường tròn mà hình tròn bởi vì nó nhỏ hơn đầu bằng, hình tròn lấy cả phần ở trong nữa, hình tròn này có tâm,
Y tọa độ là 22. Và bán kính R các bạn ấy là bằng căn bậc 2 của gì? M bình chứ M cộng 1. R bình mà. Đúng không? R bình mà. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có này. Khi nó đường tròn rồi mà bây giờ người ta đang cần có một cặp duy nhất thỏa mãn đó. Khi nó là hình tròn như này rồi mà các bạn để ý bên này này, nó một gì, một đường thẳng, nó một hệ mà một đường thẳng, vậy suy ra cái đường thẳng này ấy, muốn có một nghiệm duy nhất nó chỉ có cách như nào thôi, tiếp xúc thôi, tiếp xúc mới có một nghiệm duy nhất thôi, duy nhất thôi, chứ còn mà nó cắt như này là có hai nghiệm mất rồi, đúng không? Nó không cắt thì không nói làm gì. Vậy thì suy ra để cho cái phương trình số 1 và phương trình số 2, 1 và 2 có một cặp nghiệm duy nhất, xi duy nhất, thì suy ra cái đường thẳng x trừ y cộng 2 trừ m bằng 0 ấy, nó phải tiếp xúc với đường tròn. Với C thì gọi đây là C nhá, tiếp xúc với thằng C, đúng không? Tiếp xúc với C. Và muốn tiếp xúc ấy, thì các bạn nhớ là cái tâm ấy, cái khoảng cách từ tâm ấy đến cái đường thẳng này nó chính là bằng gì luôn? Là bán kính, đúng không? Vậy thì suy ra cái khoảng cách từ tâm y cho đường thẳng D này nó chính là bằng bán kính R. Mà khoảng cách từ điểm đến đường thẳng các bạn thay tọa độ điểm y vào trong đường thẳng này thôi. X bằng 2 này trừ đi 2 này cộng 2 trừ m này chia cho căn bậc 2 của công thức khoảng cách từ điểm đường thẳng. Hệ số trước x là 1 bình, hệ số y là trừ 1 bình phương, nó bằng R là căn của m bình trừ m cộng 1. Được chưa? Rồi, đến đây các bạn quy đồng lên thôi. Quy đồng lên. Và 22 số gọn là còn m trừ 2 bình phương lên là 4 này trừ đi 4m cộng m bình bằng 1 cộng 1 là 2, căn 2, căn 2 lên là 2 thôi. M bình trừ m cộng 1. Bạn rút gọn lại một chút, 2m bình trừ m bình là m bình thôi. Trừ 2m cộng 4m là cộng 2m. 2 trừ đi 4 là trừ 2 bằng 0. Ok các bạn bấm máy tính. 1 9 2 2 1 2 và trừ 2. 1 trừ cộng căn 3 và 1 trừ căn 3. Nhưng mà đề bài người ta yêu cầu ấy là gì? Bao nhiêu số thực dương của M? Dương của M là gì? Đây là số dương ở thỏa mãn. Thế nên không, thằng này loại ngay. Để chỉ có một số thôi đúng không? Vậy đáp án cần chọn là D. Hết rồi. Nha. Hết rồi. Hay không? Đấy. Vận dụng cao đấy. Nhưng mà nó cũng phải biết cách làm thì các bạn thấy nó mới dễ được, chứ còn các bạn mà đi thay nó vào đi giải thì mít mùa các bạn mới ra nhé. À, đây là trừ một à, nghiệm là trừ một trừ căn ba và trừ một căn ba, nó vẫn là dương thôi, căn ba lớn hơn một mà, 1,7. Ôi thấy không, rồi xong 44 cũng là một câu hình thì thế, để cuối nhá, để cuối nhá, anh nghe cái câu hình lúc nãy của anh đâu rồi, đây lấy điểm gì để đấy nào, câu 45 nào, 45 cho hàm số y bằng fx có đạo hàm là f(x) Phạm Trần Thuận, xem đã có 42 thầy, thầy giảng xong rồi, em có thể tua lại em xem. Mà Phạm Trần Thuận, em không có quyền hỏi thầy, không có quyền hỏi, bởi vì đơn giản thôi, em chưa có chữ người chia sẻ trên đầu. Chỉ có những bạn nào có chữ người chia sẻ trên đầu mới có quyền hỏi thầy thôi, nhá. Rồi, câu 45, đầu mức độ điểm 9. Điểm 9 này, cho hàm số y bằng fx có đạo hàm f(x) bằng x trừ 1 mũ 3 nhân với cả x bình cộng 4m trừ 5 nhân x cộng m bình trừ 7m cộng 6 có bao nhiêu số nguyên của m để hàm số f trừ x có 5 điểm của chị. Nào, thì bây giờ các bạn chú ý thêm một cái điều như sau. Đó là hàm fx fx có n điểm cực trị dương. Thì công thức đấy nhỉ? Thì suy ra f trị từ độ x các bạn sẽ có 2n cộng 1 điểm cực trị. Được chưa? Đấy, rồi các bạn comment cho thầy cả cái câu này cho thầy. Để nhớ nào, fx có n điểm cực trị dương thì f trị tuyệt đối của x có 2n cộng 1 điểm cực trị. Hơi dài một tí nhưng nó sẽ giúp các bạn nhớ.
cái câu này hơn. Rất nhiều bạn quên cái câu này. 2N cộng 1 điểm cho chị. Nhớ nhá. Cả lớp comment nào. Nhớ xem về lưu lại đi nhá. Rồi. Thì bây giờ các bạn nhìn này. F phải x của chúng ta nó chính là có nghiệm đơn ấy, nghiệm đơn nó có cơ trị bằng không, các bạn sẽ có các trường hợp như sau. Một ấy là x trừ 1 mũ 3, đây là nghiệm mũ lẻ rồi, bằng không. Hai ấy là cái thằng x bình cộng 4 m trừ 5 nhân với cả x cộng m bình trừ 7 m cộng 6 bằng không. Được chưa? Thì thầy có một nghiệm đơn rồi, x bằng 1. Nghiệm đơn. Tức là 1 lại còn lớn hơn 0 nữa cơ. Đúng không? Nghiệm cơ trị dương rồi. Và đây là điểm của chị Dương. Điểm của chị Dương nhá. Vậy các bạn thấy ngay cái bài này người ta đang cần là chị đưa có 5 điểm của chị Dương. 5 điểm của chị tức là 2n cộng 1 ấy, nó bằng số 5. Đúng không? 2n cộng 1 bằng 5. Tức là n các bạn phải bằng số 2. Và các bạn đã có một điểm của chị Dương sẵn chưa? Một điểm có sẵn rồi. Đúng không? Vậy các bạn chỉ cần thêm một điểm của chị Dương nữa thôi. Mà đây là một cái phương trình bậc 2. Một thằng bậc 2. Một thằng bậc 2 này để f(x) bằng 0. Có hai nghiệm dương thì có hai trường hợp xảy ra thì các bạn phải đồng thời thỏa mãn nhé. Thứ nhất, cái phương trình này thì gọi là phương trình số 2. Phương trình số 2 này, phương trình 2 nó phải có một nghiệm dương, nhưng mà nghiệm dương này không phải là nghiệm kép, không kép, được chưa? Nếu mà nghiệm dương kép ấy, thì nó cũng không tính là điểm của trị, bởi vì nếu như là một nghiệm đơn thì nó mới tính là điểm của trị. Nhưng mà nếu mà nghiệm kép thì không được tính là cực trị, thì vẫn chỉ có một điểm thôi thì không được. Được chưa? Có một nghiệm dương không kép, tức là suy ra sao? Thầy phải có hai nghiệm, một âm một dương. Vậy suy ra phương trình số 2 có hai nghiệm trái dấu. Được chưa? Hai nghiệm trái dấu nhau. Và đồng thời ở đây là cái phương trình số 2 này. Phương trình số 2 có hai nghiệm xong ấy, nó không được nhận cái nghiệm x bằng 1 là nghiệm nữa, không nó bị trùng nhau mất, đúng không? Trùng nhau là không được rồi, nghiệm khác nhau. Đây không có nghiệm, không có nghiệm x bằng 1. Được chưa? Rồi, thì bây giờ mình xử lý thằng này như sau. Tương đương. Muốn có hai nghiệm trái dấu nhau thì đơn giản thôi là x1 nhân x2 các bạn phải nhón không? Đúng không? Và cái thầy gọi cái phương trình này phương trình gx đi. Đúng không? Thì gx của chúng ta ấy, là g của thằng 1 đây này, thay số 1 vào nó phải khác không? Không được nhận một là nghiệm. Một thay vào đây nó phải khác không? Tương đương. X1 nhân x2 là gì? Là C trên A. C đây. A đây. Là M bình. Trừ 7M cộng 6. Chia 1 thôi. Nó phải nhỏ hơn không? G của 1 khác không? Thay số 1 vào đây. 1 này. X bằng 1 vào đây. Không được lấy là nghiệm. Đúng không? Nên 1 này. Cộng M bình. Trừ 7M cộng 6. Khác không? Ở đây chúng ta sẽ có. Ở trong cháu này cùng là 1. Đấy là 6 thôi. Đã x đi từ M đi từ 1 đến 6. Ở đây chúng ta thay vào. Ở phương trình bậc 2 thôi. M bình trừ 7M 4M này, bật máy tính nhá. Nghiệm là gì nhá? 1 này trừ 7 cộng 4 là trừ 3, 6 trừ 5 cộng 1 nữa, đúng không? Vậy các bạn có nghiệm 2 với cả 1. M các bạn phải khác 2 và M các bạn phải khác khác 1. Vậy đây chúng ta sẽ còn nghiệm gì thôi? M các bạn chỉ còn là khác 1 rồi. Là chúng ta sẽ còn là bao nhiêu? Bao nhiêu? Như bao nhiêu là thằng gì 2 này 3 này 4 này 5 này, được chưa đấy là 4 5 được chưa? Đấy, thì các bạn sẽ có mấy nghiệm này, 3 giá trị đáp án B nha. Nói làm chưa? Phải cái tư duy hơn một chút, phải tư duy. Tức là có một nghiệm đơn rồi, bây giờ mình cần một nghiệm đơn nữa thì thằng này phải có một đơn một kép. Chứ nghiệm kép là không tính là cực trị thì nó phải có một nghiệm dương không kép, tức là hạnh trái dấu, và đồng thời là gì? Không có nghiệm nó trùng với nghiệm ở trên.
để có hai nghiệm dương đơn phân biệt. Nhớ nhá. Rồi. Các bạn đã ok câu này chưa nhỉ? Nếu như các bạn ok rồi các bạn comment thầy ok một cái, không nhiều mà các bạn nhiều bạn không không loại cái thằng này ra cơ. Là do không loại, thế là bị lấy luôn cái giá trị 1 à là giá trị 2 nữa là chọn C là sai. Đấy. Nhá. Rồi. Ok. Cho tính chất. Ok. Đấy, 9 điểm nó phải khác đúng không? Bắt đầu 9 điểm nó phải khác. Bây giờ là những cái bạn ở lại là những bạn muốn chi một điểm 9 nó sẽ phải khác. Nó không thành con số đông nữa. Câu 46 cho hàm số y bằng fx xác định và có đạo hàm trên R thỏa mãn. Đồng thời là f bình của x nó bằng là x bình trừ 2 cộng 4 nhân f của 2 trừ dx và f x khác không, viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y bằng fx tại điểm khoanh độ bằng 0. Ok, thì cái phương trình tiếp tuyến của chúng ta lớp 11 các bạn học rồi, phương trình tiếp tuyến. Tiếp tuyến ấy công thức là gì? Tại điểm 0 nhé, tại x bằng 0. Đó là y bằng f phẩy tại điểm 0 nhân với cả x trừ đi 0 là trừ đi 0 cộng với y 0 là f tại 0 thôi. Đây là phương trình tiếp tuyến tại điểm 0. Nha. Còn dạng tổng quát của nó là gì đây? Y bằng f phẩy của x0 nhân với cả x trừ x0 cộng với y0. Được chưa nhỉ? Nhưng bây giờ mình không có f phẩy tại 0 mà không có không cơ. Mình cay về này. Có. Đấy. Được chưa? Thì bây giờ mình phải xử lý câu này như nào? Thì bây giờ mình sẽ tính f của 0 nhá. Thay số 0 thử vào đây nhá. Nào, ta có f bình tại 0. Nó bằng thay 0 ở đây thôi là còn số 4 này. Nhân f của 2 trừ đi 0 là còn 2 thôi. Ok chưa? Rồi. Ô nhưng mà lại xuất hiện nói rằng f2. Ôi rồi. Rồi. Thằng nào chửi thầy rồi. Khó quá chửi à. Bây giờ tính f2 nhá, thầy cho thầy số 2 vào đây. 2 vào đây, 2 bình là 4. Trừ 4 cộng 4 là còn 4 thôi. Nhân f của 2 trừ 2 là bằng 0. Ok. Các bạn rút được thế này. À, rút thế được đấy chứ. Ừ. Thế được. Được chưa? F0 của mình ấy nó bằng gì? F0 các bạn là nó bằng là f bình phương của 2 trên 4. F ở đây thôi, thay thằng trên thằng dưới. Là f 2 đúng không? F0 là bằng f bình của 2 trên 4, thay vào đây. F bình của 2 trên 4 là f0 này. N đây có đỡ cả bình phương nữa. Bằng 4 lần F2. Đúng không? Vậy tương đương ở đây chúng ta sẽ có nhân vào trong. Thầy có nhân từ chung là F của 2 thôi. Đúng không? F của 2 nhân từ chung. F bình mà bình phương là F mũ 3. Vứt 1 ra ngoài rồi còn mũ 3 của 2 thôi. 4 bình là 4 mũ 3. Đúng không? Chia cho 4 bình phương. Trừ 4, chuyển 4 sang. Không. Vậy tương đương ở đây thầy có tiếp. 1 ấy là F2 bằng 0. 2 là F mũ 3 của 2. Nó bằng 4 mũ 3. Tức là các bạn suy ra được ngay F của 2 ấy, sẽ bằng số 4 luôn. Bằng 3 về. Nhưng mà F2 bằng 0 thì cái này loại. Tại sao loại? Bởi vì người ta cho các bạn là F của x luôn luôn khác 0 rồi. Thì F2 khác 0. Bằng 0 là loại luôn. Nhá. Phải phải loại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái thằng F2 bằng 4 rồi. Vậy thấy ra F0 thôi. Đúng không? F0 ở đây này. Đây, F0 này nó bằng F bình của 2. Vậy từ đây suy ra F của 0 của các bạn nó bằng là bao nhiêu? F bình của 2 trên 4 bằng F2 bằng 4, 4 bình là bằng 16, 16 chia cho 4 là còn 4 thôi. Rồi, F0 bằng 4. Vậy mình giải quyết được cái khâu gì rồi? Khâu F0 rồi. Khâu F0 rồi. Đúng không? Nhưng bây giờ mình phải giải quyết cái khâu F phải tại 0 cơ. Ừ, F phải tại 0. F phải 0 thì đây mình đi đạo hàm thằng này ta. U mũ N đạo hàm. N này. Nhân u mũ n trừ 1 là còn fx à. Nhân u phẩy là f phẩy của x. Nhớ nhé, u mũ n đạo hàm n nhân u mũ n trừ 1 nhân u phẩy. Được chưa? Là 2 nhân fx mũ 1 nhân f phẩy của x bằng hai đạo hàm. Hai ông mà nhân với nhau thì dùng u nhân v đạo hàm thôi. U phẩy nhân v cộng v phẩy nhân u thằng này đạo hàm ra. Hai đạo hàm ra là gì? 2
2 chữ đạo hàm là trừ 1 thôi. Nhân f phẩy của 2 chữ x nhân mấy cả v là x bình trừ 2 cộng 4. Được không? Ok xong. Thì bây giờ mình đang cần tính cái thằng f phẩy tại 0 đúng không? F phẩy tại 0 này. Mình đang giải quyết thằng này. F số 0 ở đây thôi. À, 2 f của 0 f phẩy tại 0 bằng thay 0 ở đây là trừ 2 nhân f của 2 trừ đi f phẩy tại 2 nhân 0 ở đây còn 4 thôi. Ok rồi. Ồ, nhưng mà cái giờ là muốn tính được cái thằng f phẩy tại 0 này. Đúng, mình có f0 rồi, mình có f0 bằng 4 rồi, mình có f2 rồi, nhưng chưa có f phẩy tại 2. À vậy mình thay số 2 vào đây đi. 2 f của 2 nhân f phẩy tại 2 bằng cái 2 vào đây nhá. Cái 2 vào đây nhá. 2 nhân 2 là 4, 4 chứ 2 là 2 thôi. Nhân f phẩy f của 0 trừ đi thay 2 vào đây là f phẩy tại 0 nhân 2 vào đây là còn 2 bình là 4 thôi. Xong. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thay vào đây để giải hệ. F0 của mình ấy nó bằng số 4, 4 nhân 2 là 8. 8 f phẩy tại 0 bằng trừ đi 2 f2, f2 là bằng 4 rồi. 4 nhân 2 là trừ 8 trừ đi 4 lần f phẩy tại 2 thôi. Ok chưa? 2 f2 2 f2 f2 bằng 4, 2 nhân 4 lại bằng 8 nhân f phẩy tại 2 bằng 2 f0, f0 là 4, 4 nhân 2 là 8 tiếp trừ đi 4 lần f phẩy tại 0. Rồi mình đi giải hệ phương trình chỗ này. Giải hệ. Giải hệ 1, 9, 1, 2 8 này chuyển qua là 4 này trừ 8 này. Ở bây giờ 8 này 4 này 8 này vô nghiệm. Ô sao vô nghiệm được ta? Thế nào? Thế bấm sai à? 8 này 4 này trừ 8 này. À thì bấm sai thật. Bấm sai thật. Thì viết lại đoạn này nhé cho nó dễ nhé. Là 8 f phẩy tại 0 này cộng 4 f phẩy tại 2 này bằng trừ 8 này. Thế này là 4 f phẩy tại 0 này cộng 8 f phẩy tại 2 này bằng 8 đúng không? Phải nhập lại hệ số cái. 8, 4, trừ 8, 4, 8 và 8, trừ 2 với cả 2, trừ 2 với 2, suy ra f phẩy tại 0 là bằng trừ 2, f phẩy tại 2 là bằng số mấy? Số 2, được chưa? Trừ 2 với 2, trừ 2 với 2 xong thì đến đây bài toán kết thúc, hệ phương trình tự tuyến, kết luận, phương trình tự tuyến là gì đây? Y bằng f phẩy tại 0, càng này là bằng số trừ 2, nhân x trừ đi 0, cộng với cả y 0, y không là 4 thôi. Kết quả các bạn sẽ bằng trừ 2x cộng 4 thôi. Rồi, đáp án cần chọn là C. Rồi, một câu nó khá là thú vị. Chưa? Nên ra hết. Hay không? Đấy. Để, đúng không? Khó, không phải khó đâu. Mà các bạn chưa thông minh thôi. Các bạn chưa luyện nhiều thôi. Nên các bạn phải luyện đề nhiều vào, nhiều đề vào. Đề trong khóa luyện đề thì nói rồi đấy, đang được giảm giá đấy. Nha. Rồi tiếp tục nhá. Nào, các bạn lại tua lại các bạn xem. Rồi một câu nguyên hàm hay hay này, nhìn không phải nguyên hàm nhưng nó là nguyên hàm. Thế 52. Thế 52. Nhà có 47. 47 là tư duy mạnh luôn đấy. Tư duy mạnh mẽ luôn. Bây giờ cho fx liên tục trên r loại lên thằng trừ 1 đến 0. Thỏa mãn điều kiện là f của 1 bằng trừ 2 lên 2. X nhân x cộng 1 nhân f phải x cộng cả fx cộng x bình cộng x. Biết rằng f2 bằng a nhân a cộng b lên 3. Thì cái dạng này là gì? Cái dạng này là x phân hàm mật. Thì nhiều bạn không biết. Để các bạn nào mà có cái quyển này rồi nhé. Các bạn mở ra cho thầy nhé. 14 kỹ thuật giải nhà tích phân. Để sở hữu cuốn sách nó đỉnh như này. Thì các bạn cứ ở trên sách toán thầy là.com. Câu
Câu này trong đề thi nó cũng có rồi. Cái văn hàm ẩn này nó là cái dạng là hàm ẩn tựa vào phương à, tìm diễn hàm đúng 137. Hàm ẩn có hết. Từ cơ bản nâng cao. Nhưng mà các bạn nên tầm sách mà sử dụng Tết đây, các bạn thấy không? Hàm ẩn hàm đúng Fx và có Fx. Có Fx và có Fx thì giải như nào? Đấy, tôi nói cho các bạn qua như này. Thế là tất cả kỹ thuật trong hết trong trong này hết rồi. Các bạn nên cầm 14 kỹ thuật cơ mà. Và trên mạng ấy thì các bạn nào mà không có điều kiện, các bạn thì xem trên mạng là 8 kỹ thuật cũng được. Mình ăn được một nửa số điểm là cũng ok rồi. Nhá, một nửa số điểm là ok rồi. Các bạn đây này, thầy mở cho các bạn xem nhé. Đây. Các bạn vào Google ấy, các bạn search thôi, bạn nào không có điều kiện các bạn có thể search 8 kỹ thuật là được rồi. Đúng không? Nhưng mà bạn nào muốn ăn hết điểm ấy, điểm cao ấy, để 6 kỹ thuật. Là điểm tối đa tích phân. Về cái cuốn sách mà thầy đã viết từ lâu rồi, 22 triệu kết quả này. Đúng không? Sau đó có thể nâng cấp lên thành 8 kỹ thuật. Được chưa? Thì nó là 19,4 triệu kết quả. Đây các bạn xem hình ảnh này. Đó. Thấy không? Đây là cuốn sách của thầy. Tên này rất nhiều trang họ lấy về. Đấy, free trên mạng thầy tặng tặng trên mạng rồi, nhưng tuy nhiên là để mà nó tốt hơn nữa ấy. Đấy. À có trang nào nó lấy sách của mình lại Dreambook à? Bọn này sách lậu này. Nhà sách Dreambook bọn lậu. Sách in màu thịt mà lại không có video cho các bạn nữa. Đấy. Tất cả kỹ thuật 8 kỹ thuật thầy nói ở trong trên mạng rồi, các bạn là không điều kiện thì các bạn có thể lên mạng nhá, search là ra thôi. Còn bạn nào mà có điều kiện đầu tư cho bản thân mình để vào trường đại học ngon hơn ấy thì các bạn nên sử dụng cuốn 14 kỹ thuật giải nhân tích phân, nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như nào, đưa về hàm đúng là các bạn sẽ làm như thế nào đây? À, thầy sẽ làm động tác như sau, thầy chia hai về cho x cộng 1 tất cả bình phương. Tại sao thầy chia thì các bạn sẽ nhìn nhá. Đó là x này. X cộng 1 chia cho x cộng 1 bình phương là x chia cho x cộng 1 thôi. Nhân cả f phẩy của x. Cộng fx. Chia cho x cộng 1 tất cả bình phương. Đúng không? Bằng x bình. Nhân ra là còn x cộng 1 này. Chia cho x cộng 1 tất cả bình phương này. Được chưa? Thì tại sao lại như thế? Thì các bạn sẽ để ý cái thằng x cộng 1 ấy. X trên x cộng 1 này mà đi đạo hàm mà ra cái gì biết không? Là ra gì? X trên x cộng 1 là x cộng 0 trên x cộng 1. À, nó có phải là bằng A nhân D trừ B nhân C là 1 trên x cộng 1 bình phương không? Đúng không? Đấy. Thì thằng này này, 1 trên cho x cộng 1 bình phương nó chính là x trên x cộng 1 đạo hàm. Nhưng fx mình phải nhầm được cái đạo hàm này. Là rút gọn đi thôi. Là x trên cho x cộng 1. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy ngay đây là một cái thằng u phải nhân v cộng v phải nhân u không? Nó là fx nhân x trên x cộng 1 tất cả đạo hàm. U nhân v đạo hàm. U phải nhân v cộng v phải nhân u. Nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có là bằng x trên x cộng 1 thôi. Nhưng mà bây giờ mình cần ấy là cần ra hàm fx để mình tính ra f của hai cơ. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ muốn ra được hàm fx đang nằm trong số đạo hàm thì các bạn phải đi tính nguyên hàm hai vế. Nguyên hàm hai vế. Thì các bạn sẽ có fx nhân với cả x trên x cộng 1. Nó sẽ bằng là nguyên hàm của thằng x trên x cộng 1 thôi. Nhìn đấy. Mà nguyên hàm thằng ấy các bạn thêm bớt vào thôi. X trên x cộng 1 mình chia thức thôi. 1 này. X cộng 1 này trừ thôi còn âm 1. Vậy phần chết là 1. Phần dư là âm 1. Đúng không? Nhìn đấy. Rồi. Thì bây giờ ta sẽ có tương đương fx của các bạn. Nhân x trên x cộng 1. Bằng nguyên hàm của 1 là x. Nguyên hàm của 1 trên x cộng 1 là len trị đố x cộng 1 thôi. Cộng C. Bây giờ đi tìm bằng C ra để ra để rút ra hàm fx. Người ta cho các bạn một cái dữ kiện đi tìm C. Đó là F1 bằng trừ 2 lên 2. Có F của 1 nó bằng là trừ 2 lên 2. Vậy tương đương các bạn thay vào đây thôi. F của 1 nhân với cả 1 trên 1 cộng 1 là 2. Bằng 1 trừ len của 2 cộng với C. Đúng không? Vậy các bạn ra C thôi. F của 1 là bằng trừ 2 lên 2 rồi. Từ hai điều này các bạn suy ra suy ra cái gì trừ 2 lên 2 nhân với cả trừ 2 là khoảng trừ lên 2 bằng 1 trừ lên 2
C, vậy là bạn ra C ngay, bằng âm 1. Đúng không? Chuyển về, rút gọn. Rồi, C bằng âm 1, cầm này thay vào đây thôi. Vậy từ đây các bạn sẽ có phương trình sao tương đương Fx nhân cả x trên x cộng 1 bằng x trừ đi len, chỉ đối x cộng 1 cộng C là trừ đi 1 thôi. Ok. Vậy ở đây chúng ta sẽ ra Fx nó bằng gì? Lấy cái cụm bên phải chia cho cái thằng bên trái. Rồi bây giờ mình tính tính đơn giản thôi. Tính cái gì đấy? F của 2 đúng không? F2 bằng 2 này trừ len của 2 cộng 1 là 3 trừ 1 chia cho 2 phần 3 đúng không? Vậy các bạn sẽ có nhân 3 phần 2, 2 trừ 1 là 1 thôi, trừ len 3. Ok, vậy thì A ở đây của các bạn là bằng 3 phần 2. B các bạn là gì đây? Đứng trước len 3 là trừ 3 phần 2. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có, và người ta hỏi các bạn cái câu hỏi là 2 nhân A bình cộng B bình là gì? 2 nhân A bình đúng không? Cộng B bình nhân 2 nữa. Kết quả là 9, đáp án B. Đáp án B. Rồi, xong. Hết. Hay không? Đấy, quả thấy là câu này nó ảo diệu không? Rồi. Đấy. Không nhá. Nhớ xem lại ấy, cho nó thấm. Rồi, nói chung là cái cuốn 14 kỹ thuật là đạt điểm tối đa tích phân ấy, các bạn có thể đặt trên sách báo tài chúng con, đặt sớm đi, bởi vì sắp tới là cái bên ship nó đang nghỉ rồi. Có 48. Hàm số đa thức bậc 5 của Fx như đồ thị hình bên dưới. Bậc 5. Số nghiệm của phương trình f của x nhân fx bằng căn của 9 trừ x bình nhân f bình của x là gì? Đấy. Câu này thì phê lòi. Câu này thì phê lòi. Ôi thì hay đấy. Đơn giản là câu này phê luôn. Nào cái phương trình này đúng không? Mình nghĩ là điểm chung đều có x nhân fx này. Đừng quan tâm đến cái hình dạng dạng đồ thị của nó vội. Nhìn nó rối cả mắt ra. Thì bây giờ mình sẽ đặt ạ. Đặt. X nhân fx nhé, là bằng chữ t đi, thì phương trình sẽ là gì đây? F của t bằng căn của 9 trừ t bình, đúng không? 9 trừ t bình, t bình nhân f bình mà. Rồi bây giờ mình đi giải cái phương trình này ra, cái phương trình này ra thôi. Thì căn của 9 trừ t bình thì đây là xét nó chính là gì đây? Bản chất ấy là giao điểm của hai đồ thị. Đồ thị đó là y bằng f của t, y bằng căn của 9 trừ t bình. À, các bạn biết cái đồ thị bên này là gì không? Đồ thị bên này nó là một cái gì? Nó là một nửa hình tròn. Tại sao như thế? Thì ra các bạn nhìn là y bình nó bằng là 9 trừ t bình không? Tương đương ở đây các bạn sẽ có là t bình cộng y bình bằng 9 không? Thì các bạn đang đặt trục ấy, đây là hàm y theo t. Đây à, x chữ x này đổi thành chữ t nhá. Đó, thì đây là hình tròn đâu, phương trình hình tròn. Đường tròn này có tâm là gì đây? Tâm y tọa độ là 0 0. R các bạn nó chính là số 3. Được chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ có tâm 0 0 này, R bằng 3 này. R bằng 3 này. Rồi, R bằng 3. Các bạn quay nó một phát thôi thầy. Ui, vòng tròn thế vẽ đẹp quá. Rồi. Tại sao nửa trên không nửa dưới? Nó là hình tròn nó đi xuống dưới nữa đúng không? Nhưng người ta chỉ quan tâm đến y bằng căn thôi. Y bằng căn tức là y phần gì? Phần dương. Có phần y căn và y dương. Để nếu mà các bạn căn nó ra là cộng trừ đúng không? Thì chúng ta chỉ lấy y dương thôi. Thì các bạn lấy cái nửa vòng tròn phía trên. Đó, nửa vòng tròn phía trên. Thì các bạn sẽ có những cái nghiệm là gì đây? Các bạn có thể đặc biệt hóa, dùng phương pháp đặc biệt hóa thầy để các bạn ra t. Thì em ra t như sau. T bằng nghiệm thứ nhất ở đây. Ở vòng dưới, t các bạn là bằng xấp xỉ trừ 1,5 đi. Đó. T thứ hai nằm ở đây. Bao nhiêu? 0,5 đi. T thứ ba đi.
Nằm đây đi. 1,5 đi. AT thứ 3 là AT thứ 4 là bằng 3. Kiểu này đẹp nhất. Với xét trường hợp đầu tiên. Kiểu 1 là T bằng âm 1,5. Tương đương là T âm 1,5 tức là T là x nhân fx bằng trừ 1,5. Tức là tương đương ở đây fx của các bạn ấy nó sẽ bằng là trừ 1,5 chia x. Đây là hàm phân thức bằng nhau trên bằng nhau thôi. Không có gì khó cả. Thì thầy gọi cái hàm ở bên tay phải của chúng ta. Hàm bên phải của các bạn ra. Là hàm gx đi. Thì xét cái hàm gx này xem đồng biến hay biến nhá. Xét hàm gx. Đạo hàm thôi. 1 trên x đạo hàm trừ 1 trên x bình phương. Vậy các bạn sẽ có trừ trừ là cộng 1 trên x bình phương. Ô thằng này luôn dương rồi. Đồng biến. Đồng biến ở đây thằng này nó có điểm cận đứng và điểm cận ngang là gì đây? Điểm bằng 0 thôi. Điểm ngang là bậc từ nhóm bậc mẫu. Điểm ngang y bằng 0 luôn. Đúng không? Đứng và ngang bằng 0. Tức là cái thằng này đứng và ngang bằng 0 mà là hàm đồng biến đi lên. Tức là cái hình dạng của đồ thị nó như này này. Đứng và ngang là x bằng 0 và y bằng 0. Nó đi như này. Đấy, và bên này thế thôi. Biến. Được chưa? Đứng và ngang y bằng 0. Vậy các bạn thấy cái phương trình đầu tiên ấy, nó có cắt lại mấy điểm? À, một điểm ở đây này. Một điểm ở đây này. Cái phương trình đầu tiên có hai nghiệm rồi, đúng không? Trường hợp 1 có hai nghiệm. Được chưa? Trường hợp 1 có hai nghiệm. Đi ra, dựa vào đồ thị có hai nghiệm. Có hai nghiệm. Đúng chưa? Trường hợp đầu tiên. Trường hợp số 2 là cái T bằng 0,5. Thì tương đương ở đây là x nhân fx bằng 0,5 thôi. Hay tương đương ở đây fx của các bạn nó sẽ bằng là 0,5 chia x. Đúng không? 0,5 chia x. Vậy xét tiếp thằng gx ra. Gọi hàm gx ra. Xét là gx ra. Vậy suy ra gx của chúng ta bằng là trừ 0,5 chia x bình phương. Vậy ở đây chúng ta sẽ có cái tiệm cận đứng mà tiệm cận ngang là gì đây? Cận đứng chúng ta vẫn là nghiệm bằng dưới mẫu x bằng 0. Tiệm cận ngang các bạn nhìn bậc từ nhóm bậc mẫu thì y bằng 0 rồi. Ok, nhưng hàm này các bạn thấy nó nghịch biến không? Vừa phải âm, nghịch biến đi xuống. Tức là ở đây, thầy sẽ lấy mũi khác nhé. Mũi đen đi. Đen đi. Ở đây là chúng ta sẽ có x bằng 0, y bằng 0. Vẫn thế, bằng hàm đồng nghịch biến đi xuống. Đi xuống như này. Đấy, nó đi xuống. Được chưa? Cho em đi xuống. Ok, vậy các bạn cắt, thầy cắt cái đồ thị ban đầu của tại mấy điểm? Một điểm ở đây này. Đúng không? Đi xuống đây một điểm ở đây này. Một điểm ở đây này. Một điểm ở đây này. Ok chưa? Vậy thì cắt tại mấy điểm? 4 điểm. 4 nghiệm tất cả. 4 nghiệm. Tại 4 điểm. Vậy ở đây dựa vào đồ thị là có 4 điểm. 4 nghiệm. Dựa vào đồ thị là có 4 nghiệm. Rồi. Trường hợp số 3. T bằng 1,5. À cũng dương nốt thôi. Dương nốt thôi. 1,5. Nó cũng là tương đương fx các bạn là bằng 1,5. Thì đạo hàm của nó 1,5. Đạo hàm ra là trừ 1,5 chia cho x bình phương đúng không? Cũng bị âm. Vậy thì cái đồ thị nó hình dạng nó cũng đi xuống như này. Nghịch biến đi xuống như này. Tương tự y xì như thế. Vậy thì nó cũng có mấy nghiệm? Có 4 nghiệm nốt. Y như thằng trường hợp số 2. Bây giờ có 4 nghiệm. Trường hợp số 3 bằng 3. À T bằng 3. Số 4. T bằng 3. Thì khi T bằng 3 ấy, các bạn có x nhân fx của các bạn bằng số 3. Tương đương ở đây fx của các bạn nó bằng là 3 trên x bình phương. 3 trên x. Thì đạo hàm là 3 trừ 3 trên x bình phương thôi. Âm, nghịch biến đi xuống nó lại như này. Cũng nhận tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là y bằng 0. Đúng không? Thì nó cũng là có mấy nghiệm, cũng có 4 nghiệm nốt. Đó, vậy thì tổng các bạn có mấy nghiệm? 2, 4, 3, 12, 12 cộng 2 là 14. Vậy là các chọn là A. Kết luận là A. Kết luận. Có 14 nghiệm. Hết bài. Câu bài rất là hay. Đấy. Bài rất là hay luôn. Thế các bạn nhìn đồ thị nhìn nó rất đáng yêu đúng không? Vậy thứ tung luôn. Ấy. Đúng không? Vận dụng cao phải thế. Rồi.
Câu này nó cũng có ý tưởng, thầy lấy ý tưởng câu này từ một đề mà nó cũng lấy giống như cái đề của bộ đã từng cho, đề năm ngoái luôn đấy. Từng cho câu này. Ý tưởng như thế. Nguyễn Văn Thọ. Bạn hỏi là lỡ nghiêm bị trùng thì ra thầy, không thể trùng được. Bởi vì các đồ thị này nó có trùng nhau đâu. Đồ thị này nó nghịch biến đâu, nghịch cái hàm nghịch biến của nó ấy. Đi xuống khác nhau. Này, đi xuống khác nhau, không thể trùng nhau được. Hiểu không? Em muốn biết nó trùng nhau hay không thì em thử set hai những cái phương trình này này, xem nó bằng nhau hay không, thì các phương trình này không cắt được nhau nên suy ra không có nghiệm trùng nhau. Thế thôi. Rất dễ. Rồi. Nhớ tua lại xem nhá. Rồi. Đấy luyện đề không? Hóa luyện đề còn những câu này nhiều nữa. 49. 49. 49 câu hình để sau đi. 50. 50. 50 nhìn khá là dễ, 50 không 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 khó lắm. Hàm đặc trưng thôi. 2y bình cộng 7y cộng 2x nhân căn của 1 chữ x bằng 3 nhân căn của 1 chữ x cộng 3 nhân với cả 2y bình cộng 1. Tìm giá trị lớn nhất biểu thức P bằng x cộng 2y. Thầy thở ra khói á, không phải đấy, do chỗ thầy là lạnh. Chỗ thầy là lạnh, thầy đang live ở Bắc Cực mà. Nên nó hơi lạnh. Là khói. Nào. Rồi, thế bây giờ 50 nhá. 50. 50. Nghĩa 3 hoặc lấy trừ 3. Ơ kìa. Em phải nhìn nó tương giao chứ. Đây này, nó phải cắt được cái đồ thị. Chúng ta, cái đồ thị ban đầu của chúng ta nó có đi qua thằng trừ 3 đâu. Đúng không? Đồ thị ban đầu màu đen này này, thằng bậc tam nhỉ này. Nó phải cắt được đồ thị. Đây là cắt tại 3 này. Xem lại kỹ vào. Xem lại kỹ vào, nó cắt ở đây thôi còn đâu. Nó chỉ cắt thôi. Tính nghiệm cắt thôi chứ lấy thứ ba ra được bậy bạ. Nào, câu 50. 50 chẳng cần hàm đặc trưng được. Để hack cho các bạn xem nhé. Bật mí cách hack cho các bạn. Hack này. Tìm giá trị lớn nhất biểu tượng x và y thôi. Bây giờ các bạn phải tìm ra được cái thằng này đưa về bộ ẩn rồi các bạn tính toán là xong. Các bạn làm như sau. Bạn thay cho thầy hết nhé. Y là bằng 100. Và x các bạn vẫn là chữ x gì thôi. Nhập vào máy tính. 2 nhân 100 bình phương này cộng 7 nhân 100 này cộng 2 nhân x này nhân căn của 1 chữ x này nhân với chữ 3 nhân căn của 1 chữ x này. Đấy, tìm mối liên hệ thôi. 2 nhân 100 bình phương cộng 1. Ship can một cái. Ship can. Cho số nào cũng được. 1 đi. Đợi mà tính giải thôi. Tính giải bao nhiêu nhá. Thì các bạn ra được x bao nhiêu. Đợi thôi. Không giải được. Wow. Không giải được. Không giải được các em ạ. À đây là một mũ 3 để là bình phương. Tiếp càng. Lại càng. Rồi, nó ra trừ 9.800. Trừ 9.800. Trừ 9.800 chính là gì các bạn biết không? Nó là trừ 10.000. Cộng với cả 200. 10.000 nó chính là gì biết không? 100 bình cộng 200. Mà mình đang đặt ý, là cái x của cái y các bạn là 100. Vậy chỗ này là trừ đi y bình cộng 2y, xong phim luôn. Đấy, hack chưa? Đủ phê chưa? X cộng 2y đúng không? Nó bằng x của mình là gì đây? Trừ y bình cộng 2y đúng không? Cộng thêm 2y bên này nữa. Đấy, x đây. Thì nó là trừ y bình cộng 4y. Bây giờ tìm min max của hàm này, hàm bậc 2. Đúng không? P max bằng bao nhiêu? Bằng nguồn ta bà luôn. Máy tính giải phân trình bậc 2. Trừ 1 này, 4 này, 0 này. Đấy, như bậc 2 thôi. X lớn nhất, tại x bằng 2. Y lớn nhất, đây là y giá trị lớn nhất. Y bằng 4. Bằng 4, xong bài. Đáp án C. Có đủ phê không các em ơi? Thì hỏi các em một nhỏ một câu, có phê không? Có phê không? Thầy đào dạy có phê không? VIP Pro không? VIP Pro không? Rồi. Chất lượng đúng không?
Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp những cái câu hình còn lại nhé. Có 3 câu hình này. Câu hình. 3 câu hình thôi. Rồi, 3 câu hình. Cho số khác được, nhưng mà cho 100 nhìn cho dễ. Được chưa? Rồi. À, thì thầy sẽ cho các bạn thêm cả cái cách tự luận đó nhé. Cách tự luận nó hơi dài, rồi hoàn đặc trưng. Thì các bạn thầy sẽ cho các bạn cái đáp án chi tiết cách làm tự luận như nào, thì thầy sẽ up ở trong group được chưa nhỉ, up đáp án chi tiết trong group, up đáp án chi tiết tại group 2003 học toán thế nào, tháng 3 học toán thế nào, không dùng hai chấm đâu nhá. Rồi các bạn là vào trong nhóm này để nhận, thầy sẽ up vào ngày mai nhé. Bây giờ giải nữa mới lắp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ câu 37. 37. Cho khối chóp SA, BC có SA, B vuông góc với cả ABC, LAC vuông góc với ABC, A tức là SA vuông góc với đáy. Đúng không? Em vuông góc với đáy đúng không? Ừ, em có phải đấy. Rồi. Thế là A nhỏ này. AB và C bằng 2A nhỏ. Rồi. M trung điểm BC. Rồi. Tìm khoảng cách giữa SM và AC. BC bằng 2 căn 2. SM bằng gì nhỉ? BC đúng không? Khoảng cách giữa hai thằng chéo nhau rồi đây. Ok, cho nhau các bạn dựng ra mặt phẳng phụ thôi. Đến N ở trung điểm bên này. Phẳng phụ song song. Đấy, thế là xong. Nào, lấy N là trung điểm AB. Được chưa? Nó trung điểm AB thì tôi sẽ suy ra ấy, MN các bạn sẽ song song với cả thẳng AC. Vậy thì khi MN song song AC ấy, thì MN của chúng ta song song bằng khoảng SAC. Tức là sao? Thì cái khoảng cách giữa SM với AC các bạn ấy nó bằng luôn khoảng cách giữa AC với mặt phẳng chữ SM là mặt phẳng SMN. Song song mà. Thế này, hai là chéo nhau các bạn giữ mặt phẳng song song. Thấy không? Đấy, thì các bạn chọn ra một điểm bất kỳ, bởi vì khi đường thẳng song song rồi các bạn chọn khoảng cách từ đâu đến đâu cũng thế. Ví dụ thầy lấy khoảng cách từ chân đường cao là gì ạ? Rồi xong à, 83 vuông đấy, để kỹ mà xem. Bởi vì sao BC các bạn là 2 căn 2 thì ta có 2 cộng 2 đúng không, căn 2 nữa 2 là 4, 4 8 8 căn ra là 2 căn 2, ta vuông tại A rồi có AB bình cộng AC bình cộng BC bình chia tam giác ABC vuông tại. Vậy khi lấy M trung điểm, N trung điểm ở đây thì nó cũng vuông tại N. Đúng không? Vuông tại N. Vậy khoảng cách từ A đến SMN ấy thì các bạn thấy là mình chỉ cần dựng ra một đường vuông góc thôi. Vuông ở đâu bắn lên đó. Vuông ở N đúng không? Bắn lên vuông góc ở N. H nằm ở đây. Thế luôn trong cái khóa lấy không gian thầy tặng kèm cho các bạn ở trong trong cái lớp Live Pro như đầu giờ thầy nói. Bạn nào chưa xem các bạn tua lại nhé. Trong cái lớp lớp tổng môn Pro ấy, thầy tặng các bạn hết rồi đấy, nên các bạn nhớ mở lại xem, nhớ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kể cho thầy AH vuông góc với SN thì suy thẳng nó luôn nhé. Khoảng từ A đến mặt phẳng SMN các bạn nó chính là ông AH. Thì AH như nào? 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AN bình, tức là bằng SA nhân AN này, chia cho căn bậc 2 của SA bình cộng với AN bình. Tương đương. AH các bạn bằng bao nhiêu? Có máy tính không? Nhân y trên căn của x bình. Rồi, x bình cộng y bình bằng căn SA, để bài cho chưa? Cho rồi bằng 1 này. AN bao nhiêu? AN bằng nửa AB thôi. AB là bằng 2 thì AN bằng 1 thôi. Kết quả là căn 2 trên 2. Căn 2 trên 2 tức là 1 trên căn 2 cũng được. Căn B. Hết bài. Rồi. Quang tọa độ hóa, tọa độ hóa nhiều bạn đã học OIZ đâu mà tọa độ hóa. Nhiều bạn chưa học OIZ,
bởi vì kiến thức OIZ là nó nằm ở học kỳ 2, bởi vì chúng ta còn chưa xong học kỳ 2 thế này không thể nào mà nói những cái kiến thức mà nhiều bạn ở đây chưa học được. Có thể em học trước rồi thì không nói, nhưng nhiều bạn ở đây chưa chưa học mình không thể thấy được, hơi ích kỷ đúng không? Và tọa độ thì đơn giản thôi, có công thức rồi. Thì thực ra là giải tự luận các bạn thì nhanh 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 hơn nhiều so với cả tọa độ hóa nha. Bấm máy tính này, có đúng một phát tính nhiều bạn ấy nhìn phát ra luôn, bấm máy tính một phát là ra. Tăng tốc độ các bạn phải ra tọa độ đúng không, rồi tính tích có hướng đúng không, rất là mệt đấy, đây đúng một phát tính thôi. Ngoài ra thầy 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 dạy cho các bạn là thầy nói từng bước một thôi, chứ còn thầy mà đi thi thì bấm đúng một cái này thôi là xong. Bạn nào về sau pro rồi cũng thế đúng không? Ừ. Tọa độ lâu hơn nhiều, tao đẻ ra mấy cái phương pháp này thì tao lại không biết cái nào nhanh hơn hay là chậm hơn này. Rồi bây giờ ra sang câu 44. Câu 4 nhiều bạn bảo đi tọa độ hóa, thực ra tọa độ hóa thì cũng được nhưng có khi lâu cơ. Lâu cơ mày nha. Yeah, cho lăng chúng ta bắt đều này, nó không cho cạnh cạnh đáy bằng A nhỉ, không cho cạnh đường cao bằng bao nhiêu, đúng không? Không cho đường cao bằng bao nhiêu, thầy cũng thấm mệt rồi đấy, hôm nay thầy dạy cả ngày mà. Dạy live này còn mệt hơn cả dạy off, về dạy off trực tiếp ấy nó được thở một tí, lúc các bạn làm bài thì thở, còn đây dạy live thì nó liên tục, phải lúc nào cũng nhiệt tình, lúc nào cũng tỏ ra năng lượng một tí, về nhà của chị thệ sập ngủ quay như con lợn nào. A phẩy, B phẩy, C phẩy đúng không? Rồi người ta bảo là lấy lần lượt A một, B một, C một trên mặt phẳng, cách mặt phẳng ABC một khoảng là A trên 2 A và 3A trên 2, tính góc giữa ABC và A1, B1, C1. Ok, thì bây giờ ấy, cách làm ấy, thầy dùng phương pháp đặc biệt hóa. Đặc biệt hóa. Lấy luôn AA phẩy, làm bằng A nhỏ đi. Được chưa? Vậy cái thằng A1 của chúng ta là bằng A trên 2 đúng không? A1 nằm ở đây. Bởi vì nó chả ảnh hưởng gì cả. Đúng không? Chả ảnh hưởng gì cả. Thế thằng nào bằng được? Thì A trên 2. Không điểm nhé. Thế này, thằng này là B B phẩy B1 để chung vào B B phẩy luôn B1 đấy, coi là B1 luôn. C1 là 3 phần 2 à, 3 phần 2 lớn hơn này một chút. Ừ, nó ở trên này C1 nằm ở đây. Ok nối vào thôi. Rồi. Đúng rồi. Để nhìn cho nó rõ nhé, nhìn cho nó rõ. Rồi xong, góc vuông này, kiểu góc vuông mà, đường cao góc vuông mà. Rồi ok, góc vuông này. Mở đi. Rồi. Bây giờ các bạn nhìn. Nó có một công thức tính góc giữa hai mặt phẳng bằng cách là dùng sử dụng diện tích của hai thằng diện tam giác này chia nhau. Đó, chúng ta có một công thức nhá là cốt của góc alpha ấy. Cốt góc alpha. Góc ra mặt phẳng này này, nó có phẳng ABC và mặt phẳng A1 B1 C1. Nó sẽ bằng là diện tích của hai tam giác này chia nhau. Nó nào chia tam giác nào cũng được. À, nhưng mà nó phải đảm bảo là cốt phải nhỏ hơn 1. Đúng không? Diện tích tam giác ví dụ ABC đi. Tí có gì đảo lại sau tam giác A1 B1 C1 đấy, các bạn tính diện tích tam giác chia nhau là ra, thì đấy là một tam giác đều cạnh là A, tính rất là dễ thôi đúng không? Ví dụ tam giác này là bằng cạnh bình phương này nhân căn 3 trên 4. Cái diện tích tam giác ở trên này tính như nào? Ở trên này các bạn tính ba cạnh ra là xong. Ví dụ thằng A1 B1 đi, A1 B1 bằng bao nhiêu? Pythagore thôi, a căn của a phẩy A1 bình phương cộng với cả A phẩy B1 bình phương bằng căn của này là
một phần hai đúng không, một phần hai đấy, bình phương cộng cả thằng này, cái này là a thôi, một bình phương một phần tư cộng một là căn năm trên hai đúng không, căn năm trên hai tương tự như thế. Thằng b1 c1 thì như nào, bằng căn của Pythagore là c phẩy c1 bình phương đúng không, cộng với cả c1 c bình phương căn của c1 c đây nó bằng 1/2 thôi, vì đây là 1 rồi, nó bảo là 3/2 mà, thế là 1/2 cộng cả b1 b1 c đúng không, ở đâu nhầm lộn rồi, b1 c 1 nó bằng là b1 c phẩy b1 c phẩy cộng cả c1 c phẩy, mà b1 c phẩy là bằng 1 rồi, cũng là cả 5/2 luôn. Đến thằng gì nữa, a1 c1 bằng, để các bạn xem tá lóc vuông này này. Đấy, vuông ra nó bằng căn bằng 2 của cái thằng a1 m bình phương cộng cả MC1 bình phương bằng căn của này bằng A nhỏ thôi, bằng ngạch AC mà 1 MC1 thì là M ở trung điểm rồi, đây là 0,5, đây là 0,5 nữa là 1 2 và diện tích tam giác A1 B1 C1 bằng công thức Heron nhé. Heron này các bạn nhớ không, là căn của gì, P nhân P trừ đi A P trừ B P trừ C đấy bằng bao nhiêu, P nhân ở chu vi căn 5/2 hay là giống nhau là cộng căn 2 thôi, nửa chu vi chia 2, đây là P này đúng không, đây là P này, P nhân với cả P trừ đi A căn 5/2 vì hai thằng này giống nhau bình thường luôn, nhân tan trừ đi 2 bằng căn ra thôi, căn 6/4 rồi à, nhỏ hơn rồi, thầy A bình nhé, A bình căn 6/4 này, ok chưa, vậy lấy hai này chia nhau thôi, căn 3/4 thì căn 6/4 kết quả là căn 2/2 à, cốt của 45 độ thì bằng căn 2/2 rồi đúng không, vậy đáp án cần chọn là C. Để tắt đầu lại đi nhìn nó rõ nhé. Đấy, còn tọa độ hóa thì nhiều bạn chưa học nên thầy thầy không không dạy. Kỹ thuật tính góc giải mặt phẳng dựa trên diện tích. Được nhá. Để cho tọa độ hóa thì cũng được, nhưng mà thực ra chưa chắc nó nhanh hơn cái phương pháp này của thầy đâu. Này là hay nhất rồi. Hay nhất luôn đấy. Nguyễn Văn Thọ, thầy chứng minh công thức cốt thì á, ra là em không chia sẻ với thầy, thầy cũng định chứng minh nhưng mà thầy không chứng minh bởi vì đơn giản là em không chia sẻ về, làm gì có chữ người chia sẻ đầu đâu, đừng có đòi hỏi nha. Rồi. Rồi, đây là câu cuối cùng. Câu cuối cùng, câu 49 này. Cho hình chóp SABC S có AB bằng A nhỏ, BC bằng A căn 3. ABC là 60 độ, hình chiếu với góc của S là điểm nằm trên BC. Không nói điểm nào. Góc giữa SA và đáy là bằng 45 độ. Tính thể tích của chóp là giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Ngoài phết nhỉ. Là điểm nằm trên BC đúng không? Điểm H đi. H nằm ở đây. Rồi. Góc giữa SA và đáy. Mình phân tích được luôn. Là góc SA. Đỉnh này, dao này, vuông này, trên lưng cao. Bằng 45 độ. À, vuông cân rồi. Chia tam giác SA, H, vuông cân. Thì từ đây đường cao SH các bạn sẽ bằng thằng AH luôn. Đường cao SH bằng AH. Rồi tam giác này là tam giác gì? Khi mà có AB chúng ta là bằng A nhỏ. AB bằng A nhỏ. Và cái BC bằng căn 3.
góc B là bằng 60 độ. Ok, tính diện tích đáy rất dễ. Thể tích cô cho và tính diện tích đáy cực kỳ dễ. Diện tích của tam giác ABC, công thức thôi. Phân 2 hai cạnh hai bên nhân sin góc xen giữa. BA các bạn là A nhỏ này, BC các bạn là A căn 3. Sin góc 60 độ là bằng căn A trên 2. Rồi, vậy thì bằng bao nhiêu? 3 phần 4. Rồi, 3 phần 4 A bình phương. Ra diện tích rồi. Đúng không? Ra diện tích rồi. Bây giờ mình ra cái gì nữa? Ra cái gì nữa? Đừng cao nữa. Để ra được AH. Để tính nhỏ nhất mà. Đừng cao. Thì mình phải báo bằng một thằng cố định. Thì kẻ một đường ở đây là AM đi. Kẻ AM. Vuông góc với BC. Thì suy ra được AM ngay. Diện tích tam giác ABC nó bằng 1 phần 2. AM nhân BC. Bạn sẽ hiểu tại sao thì kẻ AM. 3 phần 4A bình phương nó sẽ bằng phần 2 AM các bạn ấy. Nhân BC. BC thì bà cho là căn 3 rồi. Phải tương đương. AM các bạn sẽ bằng hai quy đồng lên là căn 3 là căn 3 chia cho 2 thôi. Được chưa? Căn 3 trên 2 à. Mà ở đây các bạn thấy ngay cái thể tích của cấu chóp này này là 1 phần 3 chiều cao là SH nhân diện tích tam giác ABC. Mà ABC là thằng cố định chưa? Là constant rồi. Là hằng số. Vậy bây giờ các bạn muốn min. Vậy suy ra V min Y SH min tương đương vì SH các bạn ấy nó bằng thằng AH. Vậy thì SH min tương đương là AH các bạn phải min. Và AH min ấy nhỏ nhất là khoảng cách từ điểm A đến BC luôn, nó chính là AM. Khi và chỉ khi H trùng với điểm M. Đúng không? H trùng M suy ra AH các bạn sẽ bằng thằng AM luôn. Căn 3 trên 2. Ra thể tích thôi. Min bằng 1 phần 3. S là căn 3 trên 2 luôn. Nhân dĩ đáy là 3 phần 4. 3 phần 4 A bình phương. Kết quả là 3 căn 3 chia cho 24. Khoan. Wow. 12, 24. Rồi. 3 mũ 3. Rút gọn 3 đi. 3, 24. Rồi, xong. Đáp án tôi chọn là gì em? B. Bye bye. Rồi, 10 điểm rồi. Thì hôm nay chúng ta đã được 10 điểm rồi. Nhá. À, chưa chia sẻ với các bạn chia sẻ thật nhanh. Được chưa nhỉ? Lưu lại buổi like. Nói chung là thật sự là chất lượng. Các bạn có thấy chất lượng không? Chất lượng hay không nói một lời nào. Để thầy có lấy động lực cho các bạn những cái buổi like tiếp tục đằng phía sau. Nhá. Đồng hành các bạn. Thậm chí là nếu mà vui vui còn đồng hành xuyên Tết luôn. Đấy. Hết rồi, đủ 50 câu rồi. Rồi, nếu mà thấy hay thì các bạn nhớ cảm ơn thầy một câu nhá. Nếu mà thấy hay thì cảm ơn thầy một câu. Tôi nói khàn cả cổ rồi. Tôi mấy tiếng liền. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chào các bạn, chúng ta chào nhau một cái nào. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.